Lời tựa: Phật thuyết A Di Đà kinh yếu giải. Nguyên là chư Phật thương xót lũ người mê, phải tùy cơ của mỗi người mà bố thí cho lời giáo hóa, đưa người tới đích. Tuy chỉ có một đích thôi để đưa đi, tất phải dùng nhiều phương tiện. Trong hết thảy các phép phương tiện, tìm lấy một phép rất thẳng, rất mau, rất tròn, rất chóng, thì không phép nào bằng phép niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Lại trong các phép niệm Phật, tìm lấy một phép rất giản dị, rất ổn đáng, thì không phép nào bằng phép tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Thế cho nên ba bộ kinh nói về tịnh độ đều có lưu hành, mà cổ nhân chỉ chọn lấy một bộ kinh A Di Đà làm khóa tụng hàng ngày. Thế chẳng phải là một phép trì danh ấy hợp với tất cả ba hạng người: thượng căn, trung căn và hạ căn, tóm thâu được tất cả phần sự, phần lý, không còn thiếu sót. Cả thiền tông và các giáo môn khác cũng không thể ra ngoài được. Phép trì danh này thực là một phép chẳng khá nghĩ bàn vậy. Về việc chú thích và giải nghĩa kinh này, thời đại nào cũng không thiếu người, nhưng còn để lại ở đời không có mấy. Bộ sách Sớ Sao của Ngài Vân Thê thì rộng lớn, tinh vi. Bộ Viên Trung Sao của Ngài U Khê thì cao cả, sâu rộng, như hai vầng mặt trời mặt trăng ở giữa trời. Ai có mắt mà chẳng thấy rõ. Chỉ vì văn chương giàu có lắm, nghĩa lý phồn thịnh, nhiều không bờ, không bến, chẳng ai đo lường được, đến nỗi những người mới học, biết ít, khó bề nói lên để mở lòng tin và phát nguyện. Cho nên, tôi chẳng quản ngu hèn, lại trước thuật sách yếu giải này, chẳng dám cùng với hai ông cạnh tranh mà lập dị, và cũng chẳng dám cố ép cho được đồng ý với hai ông. Trước hết, tôi rút ở trong những câu văn của bộ kinh này, lấy năm tầng nghĩa lý huyền vi mà giải thích. Thứ nhất, thích nghĩa rõ cái tên đề của bộ kinh. Thứ hai, biện luận thể chất của bộ kinh. Thứ ba, nói rõ tôn chỉ của bộ kinh. Thứ tư, nói rõ lực dụng của bộ kinh. Thứ năm, nói về giáo tướng của bộ kinh. Lời người dịch: đọc tụng bộ kinh này phải biết rõ năm tầng nghĩa huyền vi ấy thì người tu mới thấy có hiệu nghiệm và đắc đạo. Ngũ trùng huyền nghĩa, tức năm tầng nghĩa huyền vi. Một La Mã thích rõ nghĩa cái tên đề của bộ kinh. Bộ kinh này dùng người nói ra kinh và người được nói đến trong kinh để đặt thành cái tên đề của bộ kinh là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Chữ Phật ở đây nghĩa là gì? Chữ Phật ấy là Đức Giáo Chủ, người nói ra bộ kinh này, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài theo cái sức mạnh của lời thề nguyện và lòng thương xót hết thảy mà giáng sinh vào trong đời này cả năm uẩn độc ác. Ngài là người giác ngộ trước tiên, giác ngộ cho người sau cũng được giác ngộ như Ngài. Không có một pháp nào mà Ngài chẳng biết rõ, thấy rõ. Chữ thuyết là Ngài vui lòng mà nói ra. Phật lấy việc cứu độ chúng sanh làm vui lòng nhất. Cơ hội chúng sanh được thành Phật đã đến rồi, nên Ngài mới nói ra phép tu rất khó tin này, để cho chúng sanh chóng được giải thoát rốt ráo, cho nên Ngài rất vui lòng mà nói. Chữ A-di-đà là tên của Đức Đạo Sư ở quả đức bên kia, là người được nói đến ở trong bộ kinh này, tức là Đức A-di-đà Phật. Người đã dùng 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn những chúng sinh có lòng tín nguyện niệm Phật, cho sinh về thế giới cực lạc được vĩnh viễn lên ngôi bất thoái. Chữ A-di-đà là tiếng Phạn
Brahma ở Ấn Độ, nguyên âm đọc là Amita, dịch nghĩa ra chữ Hán là vô lượng thọ và vô lượng quang, nghĩa là sống lâu vô cùng, sáng suốt vô cùng. Nhưng nói tóm lại thì Ngài còn có nhiều công đức, đều là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, như là trí tuệ, thần thông, đạo lực, y báo trang nghiêm, thuyết pháp, giáo hóa tế độ, vân vân, cái gì cũng vô lượng, vô biên cả. Chữ kinh thì tất cả những lời vàng do Phật nói ra đều là kinh. Chữ kinh là phần thông. Đối với năm chữ Phật thuyết A-di-đà ở trên là phần biệt, cả hai phần hợp lại thành ra cái tên của bộ kinh này. Mỗi bộ kinh phải có đủ ba phần: phần giáo, phần hình và phần lý. Phần nào cũng có cả thông và biệt. Muốn hiểu hết, xem bộ Thai Tạng sẽ rõ. Hai La Mã, biện luận thể chất của bộ kinh. Kinh Đại Thừa nào cũng phải lấy thực tướng làm thể chất chính của bộ kinh. Chỗ này, người tu học phải để ý nghiền ngẫm sâu xa lắm mới hiểu được. Đừng cho là lời nói suông, xem qua rồi bỏ. Thể chất chính là cốt tủy của bộ kinh. Ý nói Kinh Đại Thừa nào cũng phải lấy cái thực tướng và tâm tính của con người ta làm cốt tủy. Tâm tính đây là tâm tính Bồ Đề chân thực, sống lâu sáng suốt vô cùng tận, tràn đầy khắp mười phương ba đời vô tận vô biên, chứ không phải là cái tâm tính vọng tưởng nghĩ lăng xăng suốt đêm ngày ở trong trái tim khối óc. Thực tướng là gì? Thực tướng là tâm tính của con người. Tâm tính của con người, nó chỉ riêng ra một niệm, tức một loáng. Chữ Hán là Ngô Nhân Hiện Tiền Nhất Niệm Tâm Tính. Đối với không gian, nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Đối với thời gian, nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Đối với màu sắc, nó chẳng xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân. Đối với hình thức, nó chẳng phải dài, ngắn, vuông, tròn, vân vân. Đối với phẩm chất, nó chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm nó mãi chẳng thể thấy được, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái không thực có. Nó tạo ra được đủ 100 pháp giới, 1000 cái như thị, mà chẳng khá bảo rằng nó là cái thực có. Trong vũ trụ này có 10 pháp giới, một giới Phật và 9 giới chúng sinh là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Súc Sanh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục. Mỗi một thực tướng tạo ra được đủ 10 pháp giới. Mỗi một pháp giới có 10 cái mầm giống pháp giới ở trong. Thế là 10 pháp giới mà thành ra 100 pháp giới. Như tôi là người, nhân, thì trong tôi phải có đủ 10 cái mầm pháp giới. Siddhartha là Phật, thì trong Phật cũng phải có đủ 10 cái mầm pháp giới. Còn 8 pháp giới kia cũng thế. Mỗi một pháp giới lại phải có 10 cái. Đúng như thế, tức là 10 cái như thị. Diệu lý của thực tướng từ xưa đến nay vẫn như như, chẳng hề biến đổi, nên gọi là như. Y vào thực tướng mà phải hiện ra thế thế, nên gọi là thị. Hai chữ như thị là trạng thái của thực tướng, nó phải như như thế thế. Mỗi một pháp giới phải có 10 cái như thị, 100 pháp giới thành ra 1000 cái như thị. 10 như thị là 1. Tướng, 2. Tính, 3. Thể, 4. Lực, 5. Tác, 6. Nhân, 7. Duyên, 8. Quả, 9. Báo, 10. Bản mạc cứu kinh đẳng. Tức cái gì cũng có gốc có ngọn, từ gốc đến ngọn đều rốt ráo bình đẳng. Xin xem kinh Pháp Hoa. Nó không phải là cái hình tướng của những cái mình suy nghĩ phân biệt,
nhận biết bằng lời nói, bằng chữ viết, câu văn. Thế mà những cái mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, chữ viết, câu văn đều không có tự tính nếu không có nó. Tóm lại, nó chẳng phải là hết thảy mọi hình tướng, mà nó tức là hết thảy mọi pháp, tức mọi sự, mọi vật. Vì nó chẳng phải là mọi hình tướng, cho nên nó không có hình tướng. Nhưng nó tức là mọi pháp, cho nên hình tướng nào nó cũng có. Bất đắc dĩ, chẳng biết gọi nó là gì, phải miễn cưỡng gọi nó là thực tướng vậy. Thể chất của thực tướng chẳng phải yên lặng, tức tịch, chẳng phải soi sáng, tức chiếu, mà lại vẫn yên lặng mà thường soi sáng, vẫn soi sáng mà thường yên lặng, tức tịch chiếu, chiếu tịch. Vì nó soi sáng mà yên lặng, nên miễn cưỡng gọi nó là chỗ ở thường còn, yên lặng sáng ngời, tức thường tịch quang độ. Độ là cõi đất, nghĩa rộng là cái chỗ để yên thân, cho nên đã có thân thì phải có độ, là chỗ để yên thân. Lời người dịch. Xin lỗi độc giả, phần nhiều danh từ không thể dịch được, đành phải để nguyên văn rồi cắt nghĩa vậy. Vì nó yên lặng mà soi sáng, nên miễn cưỡng gọi nó là thân pháp tính trong sạch, tức thanh tịnh pháp thân. Lại còn, nó vừa chiếu và tịch, nên miễn cưỡng gọi nó là pháp thân. Nó vừa tịch vừa chiếu, nên miễn cưỡng gọi nó là báo thân. Lại còn, trong nó có hai đức, một đức về phần tính và một đức về phần tu. Bởi vì tính đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là pháp thân. Tu đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, nên gọi là báo thân. Lại nữa, tu đức của nó vừa chiếu vừa tịch, nên gọi là thọ dụng thân. Tu đức của nó vừa tịch vừa chiếu, nên gọi nó là ứng hóa thân. Phần tịch, phần chiếu chẳng phải là hai. Thân với độ chẳng phải là hai, cái gì cũng là thực tướng cả. Thân là cái thân con người, độ là cái chỗ để yên thân. Thực tướng không phải là hai, cũng không phải là chẳng hai. Bởi thế cho nên, có khi toàn thể cái thực tướng ấy, cái thì tạo ra y báo, cái thì tạo ra chánh báo, cái thì tạo ra pháp thân, cái thì tạo ra tự mình, cái thì tạo ra kẻ khác, vân vân. Cho đến có khi, cái thì tạo ra người năng thuyết. Năng thuyết là người nói ra kinh này, tức là Phật Thích Ca. Cái thì tạo ra người sở thuyết. Sở thuyết là người được nói đến ở trong kinh này, tức là Phật A Di Đà. Cái thì tạo ra người năng độ. Năng độ là người có năng lực cứu độ, tức là chư Phật. Cái thì tạo ra người sở độ. Sở độ là người được độ, tức là chúng sinh. Cái thì tạo ra năng tính. Năng tính là cái tâm mình tin tưởng. Cái thì tạo ra sở tính. Sở tính là cái pháp mình tin được. Tạo ra năng nguyện. Năng nguyện là cái tâm mình phát nguyện phải làm cho được, tức là mình quyết định bỏ ác ở ta bà, làm thiện ở tịnh độ. Sở nguyện. Sở nguyện là nơi mình sở thích ở, tức là thế giới cực lạc. Năng trì. Năng trì là ba nghiệp thân, miệng, ý của mình, nó cùng chấp trì được danh hiệu Phật. Sở trì. Sở trì là danh hiệu Phật được chấp trì. Năng sinh. Năng sinh là ba món tư lương, tính, nguyện, hành, để cho mình đi đường sanh tịnh độ. Sở sinh. Sở sinh là bốn cõi tịnh độ: thường tịch quang, thật báo trang nghiêm, phương tiện thánh cư và cực lạc đồng cư, là nơi mình được sinh sang. Năng tán. Năng tán là người hay khen ngợi, tán thán,
tức là Phật Thích Ca và chư Phật ở khắp mười phương, nhiều như số cát sông Hằng. Sở tán, sở tán là phần đồ y báo và phần thân chánh báo của Đức A Di Đà Phật, được tán thán khen ngợi. Cái gì cũng là nét in của con dấu thực tướng đã in ra cả. Lại còn chữ tịch là cái thể chất yên lặng của thực tướng, chữ chiếu là cái thể chất soi sáng của thực tướng, pháp thân là cái thân pháp tính, giác quan của các loài chúng sinh chẳng thể nào cảm thấy được. Báo thân là cái thân quả báo tốt lành bởi công đức tu hành kết lại mà hiện ra. Thọ dụng thân là cái thân để cho mình thọ dụng hay để cho người khác thọ dụng. Ứng thân là cái thân ứng hiện và biến hóa ra để cứu các loài chúng sanh. Lời người dịch: ý nghĩa huyền bí tầng thứ hai này là tất cả những cái gì nói ở trong bộ kinh A Di Đà đều là những cái do thực tướng tâm tính bồ đề của con người ta, hay là của chư Phật, hay là của chúng sinh đã tạo ra tất cả. Tức là cái nghĩa huyền bí ở trong câu nhất thiết duy tâm tạo ở kinh Hoa Nghiêm, hay là ở trong câu thị chư pháp thực tướng ở kinh Pháp Hoa, hay là ở trong câu nhất thiết duy tâm sở hiện ở kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vậy chỉ có tâm bồ đề của con người làm chánh thể của tất cả kinh Đại Thừa. Hiểu được huyền nghĩa này sẽ hiểu các kinh. Ba La Mã nói về tôn chỉ của bộ kinh A Di Đà. Tôn chỉ là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ lấy thực tướng của tâm tính mình. Nó là cương lĩnh của muôn vàn đức hạnh tu trì. Cương là đầu mối của cái lưới, hễ nắm được cương thì các mắt lưới đều phải dương lên. Lĩnh là cổ áo, hễ nắm được lĩnh thì tay áo và vạt áo đều buông thẳng xuống. Cho nên sau khi đã biện luận thể chất của bộ kinh rồi, phải biện luận tôn chỉ của nó, để người tu học nắm lấy cương lĩnh của bộ kinh, dùng làm then chốt đường lối cho muôn vàn công hạnh tu trì. Kinh này dùng cái tâm tính và nguyện với việc trì danh, tức là niệm Phật, làm tôn chỉ thiết yếu tu hành. Chẳng có tâm tính, chẳng đủ sức phát nguyện, chẳng đủ sức đi đến chỗ thực hành, chẳng thực hành được cái hành tu mầu nhiệm trì danh, tức là việc niệm Phật, thì chẳng làm được cho mình mãn nguyện và chứng thực được cái pháp mình đã tin theo, tức là được sinh sống đời sống trong sạch ở nơi trong sạch, tịnh thân ở tịnh độ. Trong kinh này trước hết chỉ bày cho thấy phần y báo là chỗ ở trong sạch, tức là tịnh độ, và phần chánh báo là cái thân trong sạch, tức là tịnh thân, để người tu thấy rõ hiểu rõ, để sinh lòng tin chắc thật. Sau rồi chỉ bảo cho phép trì danh là phép niệm danh hiệu Phật, để người tu lên thẳng ngôi bất thoái. Lên ngôi này chẳng còn thoái lui xuống nữa, tức là ngôi Bồ Tát. Tín là tin, là tin ở mình, tức tín tự. Tin ở người, tức tín tha. Tin ở nhân, tin ở quả, tin ở sự, tin ở lý. Nguyện là cầu nguyện cho mình chán bỏ được chỗ ở cực ác cõi ta bà, cầu nguyện cho mình vui thích chỗ ở chí thiện cõi cực lạc. Hành là phải thực hành việc chấp trì danh hiệu, tức là việc niệm Phật. Niệm sao cho đến chỗ nhất tâm bất loạn, nghĩa là niệm Phật để giữ cái tâm mình cho nó rất yên tĩnh, nó không bị những thành kiến, tà kiến, những lòng tham dục, giận dữ, ngu si, kiêu mạn, nghi ngờ luôn luôn làm cho tâm mình bị rối loạn. Người tu học đừng có hững hờ chểnh mãn, phải hết lòng đặt mình vào với cái tâm tính chân thực này, và phải gắng sức diệt cho hết cái tâm nghĩ ngợi lăng xăng, nó tuôn đến luôn luôn, làm rối loạn và bưng bít mất tâm chân thực
không cho hiện ra. Tính. Một, thế nào là tin ở mình? Người tu học mà tin ở mình là tin ở cái tâm tính của mình. Nó chỉ hiện ra trong một loáng, tức một niệm. Tâm tính của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu, chẳng phải là những cái bóng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra trong khối óc trái tim đâu. Tâm tính của mình là đây. Về thời gian, nó không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Về không gian, nó không có chỗ nào là bến bờ của nó, lúc nào cũng có nó, chỗ nào cũng có nó. Nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, khắp không gian vô biên, khắp thời gian vô tận. Tâm tính của mình, suốt ngày nó theo mọi trần duyên, suốt ngày nó chẳng hề biến đổi. Cả quãng hư không mênh mông bát ngát khắp mười phương, và bao nhiêu thế giới nhiều như vi trần đang quay cuồng ở trong đó, đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm tính của mình, trong một niệm hiện ra đây. Mặc dầu mình tối tâm điên đảo mê hoặc, không nhận rõ được tâm tính của mình nó bao la rộng lớn như thế, nhưng nếu mình chịu hồ tâm trong một niệm, tức một loáng, thì quyết định là mình sẽ được sinh vào cái thế giới cực lạc, là thế giới vốn sẵn có đủ ở trong tâm tính của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin như thế gọi là tin ở mình, tức là tin ở cái tâm tính chân thật của mình. Trong nó có sẵn mầm nhân để tạo ra thế giới cực lạc. 2. Thế nào là tin ở người? Người tu học tin ở người là tin Phật Thích Ca không nói dối, tin Phật A Di Đà không nguyện suông, tin chư Phật ở sáu phương có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời, phải thuận theo lời dạy bảo chân thật của chư Phật, quyết chí cầu sinh sang cực lạc, không còn nghi hoặc nữa. Tin như thế gọi là tin ở người, tức là mình tin lời dạy bảo của người. 3. Thế nào là tin ở nhân? Người tu học tin ở nhân là tin rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn cũng còn tạo ra hạt giống để thành Phật mai sau, huống chi là người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì sao lại chẳng được sinh sang tịnh độ. Tin như thế gọi là tin ở nhân, vì mình tin cái tiếng niệm Phật ấy, tức là cái nhân thành Phật. 4. Thế nào là tin ở quả? Người tu học tin ở quả là tin rất sâu rằng các vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cõi tịnh độ kia đều là những người đã theo phép niệm Phật Tam Muội mà được sinh sang đấy. Giống như người trồng nhân dưa đã được quả dưa, trồng nhân đậu đã được quả đậu. Cũng giống như bóng phải theo hình, vang phải theo tiếng, quyết không hư hỏng chút nào. Tin như thế gọi là tin ở quả, vì mình tin kết quả của những người đã được sinh kia. 5. Thế nào là tin ở sự thật? Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng cái tâm tính của mình tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm, tức một loáng, mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đâu đến đâu là hết được. Thế thì những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tính mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thế giới cực lạc ở cách đây mười vạn ức Phật độ là một thế giới có thật, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài Ngụ Ngôn của Trang Tử. Tin như thế gọi là tin ở sự thật, vì mình tin cảnh giới tịnh độ là một sự thật có. 6. Thế nào là tin ở lý? Người tu học tin ở lý là tin rất sâu rằng mười vạn ức Phật độ tuy là nhiều lắm, xa lắm, mà thực ra nó chỉ ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây. Nó không thể ở ngoài tâm tính của ta được, bởi vì tâm tính của ta không có đâu là ngoài để cho nó ở.
và lại tin rất sâu rằng ở Tây Phương, tịnh độ ở thế giới Cực Lạc với tịnh thân của vị giáo chủ và của các bạn. Chữ bạn đây là bạn lữ, tất cả người trong đoàn thể tôn thờ một đức giáo chủ, đều giống như những cái bóng hiện ra ở trong cái gương. Tâm tính của ta đây hiện ra trong một niệm. Hoàn toàn những sự ấy tức là lý, hoàn toàn những vọng ấy tức là chân, hoàn toàn phần tu ấy tức là phần tính, hoàn toàn phần người khác ấy tức là phần mình. Bởi vì tâm tính của mình tràn đầy khắp cả, tâm tính của Phật cũng tràn đầy khắp cả, tâm tính của chúng sanh cũng tràn đầy khắp cả. Thí dụ như nghìn ngọn đèn cùng ở trong một căn nhà, ánh sáng của đèn nào cũng đầy tràn khắp cả nhà. Ánh sáng này, ánh sáng khác, nó giao chọc với nhau chẳng hề chướng ngại gì cả. Tin sâu như thế gọi là tin ở chánh lý, vì mình tin toàn thể cái khối nhất chân pháp giới ấy là chánh lý. Nguyện. Người tu học đã có sáu sức mạnh tin như thế rồi thì hiểu rằng cõi ta bà ô uế này là do tâm tính mình ô uế đã tạo ra nó, lý ưng mình phải chán bỏ nó ra. Cõi Cực Lạc trong sạch kia là do tâm tính mình trong sạch tạo ra nó, lý ưng mình vui cầu lấy nó. Sự thật này tức là lý thật. Mình đã chán ô uế thì nên bỏ, mà đã bỏ thì phải bỏ cho thật rốt ráo, không còn phải bỏ đi bỏ lại nữa. Mình đã thích trong sạch thì nên lấy, mà đã lấy thì cũng lấy cho kỳ rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại nữa. Sách Diệu Tông nói, người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, tức là người không còn phải bỏ phải lấy gì nữa. Nếu ai chẳng làm cho trọn hết cái việc lấy và bỏ, mà đã vội nói rằng tôi chẳng lấy chẳng bỏ gì cả, thế là người chỉ nói lý suông mà chẳng chịu làm cho xong phận sự. Phần sự đã bỏ chẳng chịu làm cho xong thì phần lý cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn. Nếu mình đã hiểu thấu được và tin chắc được hoàn toàn sự ấy tức là lý ấy, thời mình chí nguyện lấy sự này tức là đúng lý mà lấy, và mình chí nguyện bỏ sự kia cũng là đúng lý mà bỏ. Một khi bỏ, một khi lấy, chỉ là bỏ pháp giới kia đấy mà thôi, và đúng lý cả. Cho nên, sau khi đã có tâm tính rồi, thì phải phát nguyện cho rõ ràng, chí nguyện bỏ hay là chí nguyện lấy. Hành. Bây giờ nói đến hành, là người chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình đậu vào một chỗ chẳng bị rối loạn. Niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật. Đã tin sâu như thế thì cứ tin, đừng suy nghĩ nữa mà hỏng việc. Công đức của Phật chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, cho nên danh hiệu của Phật cũng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Vì trí tuệ mình thấp kém quá, nghĩ bàn sao được mà nghĩ bàn. Danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều chẳng khá nghĩ bàn, cho nên người niệm danh hiệu Phật mà tâm tán loạn cũng đã tạo được hạt giống thành Phật mai sau, và người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái. Các kinh nói về phép tu tịnh độ rất nhiều, có nghìn vạn phép khác nhau, như là những phép ngồi quán tưởng Phật, phép ngồi quán tưởng và các phép lễ bái, cúng dường, ngũ hối, lục niệm, v.v. Trong các phép ấy, tu được một phép nào cũng được sinh về tịnh độ. Duy chỉ có một phép trì danh là phép niệm Phật này thu hết mọi hạng người, ai tu cũng được, và ai bắt tay vào tu cũng thấy rất dễ. Cho nên không ai hỏi mà Đức Thích Ca tự nói ra kinh này. Ngài đặc biệt hướng vào ông Tá Lợi Phất
là người đại trí tuệ mà nói cho nghe. Đủ biết, phép này là một phép liễu nghĩa vô thường. Liễu nghĩa vô thường là nghĩa rốt ráo cao hơn hết. Rút ra ở trong các phép phương tiện liễu nghĩa đệ nhất và là một phép tối cực viên đốn. Tối cực viên đốn là đầy đủ, mau chóng cực điểm. Rút ra ở trong các phép viên đốn. Cho nên nói rằng, Ngọc Minh Châu bỏ vào nước đục, nước đục tất phải trong. Danh hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn tất phải thành Phật. Cái tâm tín và nguyện với cái việc trì danh ở kinh này là mầm nhân chân thực của đạo Nhất Thừa. Nhất Thừa tức là Phật Thừa, là phép tu duy nhất thành Phật. Khác với những phép tu Nhị Thừa, Tam Thừa, Đại Thừa và Tiểu Thừa, nó sẽ tạo ra quả màu nhiệm của đạo Nhất Thừa, tức là bốn cõi tịnh độ. Gây được nhân, thời quả tất phải theo nhân mà mọc ra. Cho nên, dùng cái tâm tín và nguyện với việc trì danh làm tôn chỉ chánh đáng của bộ kinh này. Còn tướng trạng của bốn cõi tịnh độ ở bộ Diệu Tôn Sao và kinh Phạm Võng Huyền Nghĩa đã nói rất tường tận, ở đây không thể nói hết được. Đoạn dưới, ở chỗ thích nghĩa y báo và chánh báo, tôi sẽ nói lược thêm. Bốn La Mã nói rõ lực dụng của bộ kinh. Sinh sang tịnh độ lên ngôi bất thoái là cái điểm lực dụng, tức dùng sức tu hành của bộ kinh này. Sinh sang tịnh độ thì có bốn cõi, mỗi cõi đều có chín phẩm để cho ba hạng người được sinh sang. Nay xin nói qua tướng trạng của những người được sinh sang bốn cõi. Tịnh độ có bốn cõi: một, đồng cư; hai, phương tiện hữu dư; ba, thật báo trang nghiêm; bốn, thường tịch quan. Mỗi cõi có chín phẩm: một, thượng thượng; hai, thượng trung; ba, thượng hạ; bốn, trung thượng; năm, trung trung; sáu, trung hạ; bảy, hạ thượng; tám, hạ trung; chín, hạ hạ. Ba hạng người này được vãng sinh thượng bối, trung bối và hạ bối. Một, người nào niệm Phật mà chưa đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là bị nhiều thành kiến, tà kiến làm cho tâm mê hoặc, vì tin theo các thuyết của các tà đạo, ma, thần quỷ, các học thuyết của các chủ nghĩa sai lầm. Tư hoặc là bị các phiền não như tham, sân, si, mạn nghi vân vân làm cho tâm mê hoặc. Những người này chia làm ba hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay là tâm yên định sẽ sang chín phẩm ở cõi đồng cư. Cõi này có cả phàm và thánh cùng ở chung với nhau. Hai, người nào niệm Phật đến thời kỳ sự nhất tâm bất loạn thì kiến hoặc tư hoặc tự nó đã tiêu tan hết rồi, sẽ được sinh sang cõi phương tiện hữu dư. Cõi này riêng cho các vị thanh văn duyên giác. Ba, người nào niệm Phật đến thời kỳ lý nhất tâm bất loạn đã phá tan được một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh, sẽ được sinh sang cõi thực báo trang nghiêm, có khi chứng được một phần ở cõi thường tịch quan. Cõi này riêng cho báo thân Phật và các vị đại Bồ Tát. 4. Người nào niệm Phật đã phá tan hết cả 42 phẩm vô minh, thời được sinh lên thượng thượng phẩm ở cõi thực báo trang nghiêm, hay là ở cõi rốt ráo thường tịch quan.
cõi này riêng của báo thân Phật và pháp thân Phật. Bất thoái có bốn nghĩa: một, niệm bất thoái; hai, hành vi bất thoái; ba, vị bất thoái; bốn, tất cánh bất thoái. Một, lên ngôi niệm bất thoái là người đã phá hết vô minh, đã hiểu rõ Phật tánh, đã sinh thẳng sang cõi thật báo, hay là cõi phần chứng thường tịch quan. Hai, lên ngôi hạnh bất thoái là người đã đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, cũng đã phá được. Trần sa hoặc là còn nhiều thứ mê hoặc, nhiều như cát, như bụi, không kể xiết. Lên ngôi Đại Bồ Tát phải đoạn trừ cho thật hết những mê hoặc sa trần. Người này đã được sinh sang cõi phương tiện và tiến dần lên quả Phật. 3. Lên ngôi vị bất thoái là người mang cả ác nghiệp mà sinh sang cõi đồng cư, được giữ thể chất vào trong hoa sen, vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thoái chuyển. 4. Tất cánh bất thoái là những người niệm Phật, bất luận là nhất tâm hay tâm tán loạn, hữu tâm hay vô tâm, hiểu hay là chẳng hiểu, miễn là danh hiệu chư Phật ở sáu phương hay là cái tên bộ kinh này một khi đã lọt vào tai rồi, thì dù có lâu đến nghìn vạn kiếp về sau, tất cả cũng phải có ngày được độ thoát. Người nghe phải danh hiệu Phật lọt vào tai rồi thì thế nào cũng phải được độ thoát, giống như người nghe phải cái tiếng trống có bôi thuốc độc lọt vào tai rồi thì dù ở gần hay xa, thế nào rồi cũng phải chết, giống ác phải chết. Hay là giống như người ăn phải một tí kim cương vào bụng rồi thì chẳng đời nào tiêu hóa được, tức mầm thiện vẫn còn. Lại một sự lạ nữa là cầu sao được mang cả nghiệp mà đi sinh vào cõi tịnh độ đồng cư để chứng được vị bất thoái là đã được với các vị Bồ Tát Bổ Xứ cùng ở đấy rồi. Mình cũng được như các vị ấy, chỉ một lần sinh ra là được bổ vào ngôi Phật, nguyên vì đã được cùng với các vị thượng thiện nhân ấy cùng ở một nơi, thế là được vào cõi đồng cư, mà là được sinh tắc qua cả ba cõi tịnh độ ở trên rồi. Chỉ một lần sinh ra ấy mà được bổ làm Phật, thế là được lên ngôi vị bất thoái, tức là đã chứng được đủ cả ba ngôi bất thoái. Trong bộ kinh này dùng sức tu mạnh được như thế, trong nghìn vạn bộ kinh luận khác chưa từng có bộ nào nói được như thế. Từ xưa đến nay chưa ai khám phá ra nghĩa này. Đem so sánh với cái mầm chánh của phép đốn ngộ thiền tông kia, chỉ là một phép đưa dần người tu ra khỏi trần lao, đời này đời khác sinh ra mà không thoái chuyển, thì mới có hy vọng lên ngôi Phật. Thực là chẳng thể nào cùng với phép tu tịnh độ này cùng nói trong một ngày được. Lời nói đanh thép. Các vị sĩ phu trong thiền tông và trong các giáo môn sao không nghĩ đến? Năm La Mã nói về giáo tướng của bộ kinh. Mỗi giáo pháp của Phật nói ra đều có một tướng trạng riêng, gọi là giáo tướng. Giáo tướng của bộ kinh này thuộc về loại Đại Thừa Bồ Tát Tạng. Lại là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra. Kinh này được tấm lòng triệt để đại từ của Phật phù trì thêm cho, có năng lực khiến những hữu tình nhiều nghiệp chướng ở đời mạt pháp nhờ đấy mà được lên thẳng ngôi bất thoái. Bởi thế mà đến đời sau, đời kinh pháp của Phật đã diệt hết rồi, chỉ riêng kinh này còn được lưu lại ở đời 100 năm nữa để độ cho loài hàm thức. Hàm là ngậm, thức là hiểu biết. Hàm thức tức là chúng sinh hay hữu tình, là các loài có hiểu biết, có tình cảm bao hàm ở trong thân thể, được thật nhiều. Thật là một vị thuốc A Già Đà cứu chữa được vạn bệnh, một bộ kinh tuyệt đối viên dung chẳng khá nghĩ bàn.
những phép tu bí áo trong kinh Hoa Nghiêm là 10 đại nguyện của Đức Phổ Hiền, những phép tu cốt tủy trong kinh Pháp Hoa là thành Phật, là tâm yếu hết thảy chư Phật, làm kim chỉ nam cho nghìn vạn lối tu của Bồ Tát, đều rút cả vào trong bộ kinh này rồi. Muốn tán thán và nói rộng mãi ra thì dầu hết bao nhiêu kiếp cũng chẳng hết. Người trí giả phải tự mình nên biết lấy. Bắt đầu vào văn kinh phải chia làm 3 phần. A. Phần tựa, từ câu Như thị ngã văn đến câu Kim hiện tại thuyết pháp. B. Phần chánh tông, từ câu Bỉ độ hà cố danh vi cực lạc đến câu Văn thị thuyết giả ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. C. Phần lưu thông, từ câu Như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật cho đến hết. 3 phần này gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là phần đầu, phần giữa và phần cuối, phần nào cũng hoàn thiện, cũng quan hệ. Phần tựa giống như đầu người ta, có đủ ngũ quan. Phần chánh tông giống như thân người, có đủ lục phủ ngũ tạng. Phần lưu thông giống như chân tay, vận động hành vi không ngừng trệ. Cho nên, ngài trí giả thích nghĩa kinh Pháp Hoa, ngay phẩm thứ nhất đều cho là phần tựa, về sau 11 phẩm rưỡi đều cho là phần lưu thông. Lại nói trong một thời ký, 2 môn bản và tích, mỗi môn chia ra làm 3 đoạn. Thế thì, từ phẩm Pháp Sư trở xuống 5 phẩm đều là phần lưu thông của tích môn. Bởi vì phần tựa phải là cương lĩnh của cả một bộ kinh, phần lưu thông là phần pháp thí không úng tắc. Cả hai phần đều quan hệ rất lớn. Người sau không hiểu nghĩa ấy, thấy văn kinh hơi có chút nghĩa lý, liền cho vào phần chánh tông, đến nỗi phần tựa và phần lưu thông chỉ còn một tí 6 củ. Thế thì sao gọi là phần đầu cũng hoàn thiện và phần cuối cũng hoàn thiện được? A. Phần tựa, tức tự phần. Phần tựa phải chia ra làm 2 là thông tự và biệt tự. Phần thông tự là nêu lên pháp hội, thời kỳ, xứ sở và đại chúng những ai cùng được nghe pháp tu tịnh độ này. Một La Mã, thông tự. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên. Dịch nghĩa: đúng thật như thế, chính tôi được nghe, một thời bấy giờ, tại nước xá vệ, Phật ở trong vườn ông cấp cô độc, có những cây của Thái tử Kỳ Đà. Phần yếu giải. Đoạn này là mở ra hội nói phép tu tịnh độ. Đây là lời của ngài A Nan, người chép kinh này nói ra. Ngài nói: đúng thật như thế, là ngài nêu ra tấm lòng tín thuận của ngài. Ngài nói: chính tôi được nghe, tức nêu rằng chính tôi nghe thầy tôi nói như thế. Hai câu này nguyên chữ Hán là Như thị ngã văn. Một thời bấy giờ là thời kỳ ấy, căn cơ chúng sanh đã cảm động đến tâm Phật. Phật là một vị giáo chủ. Nước Xá Vệ, vườn cấp cô độc, là chỗ Phật nói phép tu tịnh độ này. Chân lý màu nhiệm của thực tướng. Thực tướng là tâm tính của con người ta. Nó đã tạo ra hết thảy các pháp như thế nào,
thì A Nan chép vào trong bộ kinh này đúng như thế. Thực tướng ấy từ xưa đến nay chẳng hề biến đổi, nó vẫn như như, cho nên gọi là như. Người ta y vào lý thực tướng mà niệm Phật cầu sinh tịnh độ là một pháp tạo ra quyết định không sai, cho nên nói là thị. Thực tướng là cái ta chân thực, sống lâu mãi mãi, không giống như cái thân người biến diệt đây, mà người đời nhận lầm nó là thân ta. Nó chỉ là cái ta giả tạm. Ngài A Nan không bỏ cái ta giả tạm ấy, cho nên Ngài vẫn xưng là ta. Căn tai của Ngài phát ra cái biết nghe ở tai, chính Ngài được nghe tiếng Phật. Cái nghe của Ngài với cái tiếng của Phật giống như hai cái hư không in vào nhau thì gọi là nghe. Ý nói cái nghe với cái tiếng. Đoạn này thích nghĩa bốn chữ như thị ngã văn. Trên đầu các kinh của Phật nói bao giờ cũng phải có bốn chữ này, là một sự tối quan trọng. Khi Phật sắp vào niết bàn, Ngài A Nan hỏi: Bạch Phật, sau này con chép kinh Phật thì phải chép thế nào? Phật dạy: Bao giờ cũng phải viết một câu như thị ngã văn lên trên hết. Bởi thế mà các vị học giả phải thích nghĩa câu này cho đến cực hết nghĩa tinh vi. Mỗi khi Phật ấn chứng cho một pháp nào là chánh pháp, Phật thường nhắc đi nhắc lại hai chữ như thị. Theo nghĩa thế gian, chữ như thị chỉ có nghĩa là như thế này hay là như thế kia mà thôi. Nhưng theo nghĩa huyền vi của Phật thì phải hiểu Phật dạy rằng như thị là như thế nào, có hiểu được rốt ráo thì mới phải là người được giác ngộ. Trong kinh Pháp Hoa, Phật đã giải thích tất cả các pháp trong thế gian này đều phải ở trong khuôn khổ 10 cái như thị là tướng, tính, thế, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo và bản mạc cứu kính đẳng. Bởi vì tâm tính của con người như như bất động, nó tạo ra vạn pháp. Vì vạn pháp phải đúng như thế, cho nên tất cả pháp chép ở trong kinh Phật đều là như thị không sai. Và như thị đây là tôi được nghe lời của Phật nói, chứ không phải tôi nói. Ý nói cái nghe với cái tiếng đều do thực tướng tạo ra, cùng ở trong thực tướng, giống như hai hư không in vào nhau thành một. Chữ nhất thời là một thời gian, không phải là một pháp thật có. Chỉ là lúc thầy trò đàm đạo, thầy nói trò nghe xong rồi thì gọi là một thời. Nghĩa chữ Phật là tự mình đã giác ngộ rồi, đi giác ngộ cho người khác. Mình và người đều giác ngộ đến cực điểm, làm thấy cả cõi người và cõi trời thì gọi là Phật. Xá vệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là văn vật, là cái tên nước lớn ở Trung Ấn Độ, kinh đô của vua Ba Tư Nặc. Kỳ Đà là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa ra chữ Hán là chiến thắng, thắng trận, là tên của thái tử, con vua Ba Tư Nặc. Một quan đại thần ở nước ấy, tên Ấn Độ là Tu Đạt Đa, dịch nghĩa ra chữ Hán là cấp cô độc, vì ông này giàu, hay giúp đỡ cho người cô thân độc thân. Ông đem vàng ra trải khắp cái vườn của thái tử Kỳ Đà, mua lấy được để cúng Phật cúng tăng. Thái tử cảm động quá, còn một ít đất chưa kịp lót vàng. Thái tử bảo thôi, xin đem một ít đất ấy và những cây cối ở trong vườn cúng Phật cúng tăng. Vì thế mà chỗ Phật nói pháp đây được gọi cả hai tên của hai thí chủ, cây của ông Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc. Đoạn dưới đây nói về đại chúng có những ai cùng dự nghe phép tu tịnh độ này,
trong đại chúng chia làm ba chúng: một, Thanh Văn chúng; hai, Bồ Tát chúng; ba, Thiên Nhân chúng. Các vị Thanh Văn đứng đầu, vì các ngài là hình tướng xuất thế gian, trong các ngài có lẫn cả phàm và thánh. Các vị ấy thường theo Phật, vì họ là tăng mà Phật và Pháp đều nhờ có tăng mới lưu truyền được. Các vị Bồ Tát ở giữa, vì các ngài có hình tướng bất định, vừa xuất thế vừa tại thế. Các ngài chẳng thường theo Phật là tiêu biểu cái nghĩa trung đạo. Các vị thiên và nhân ở sau cùng, vì các ngài là hình tướng thế gian, vì các ngài là chức ngoại hộ, tức đứng ngoài mà bảo hộ Phật Pháp. Số 1. Thanh Văn chúng. Đây là số và loại các vị Thanh Văn. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt: Giữ Đại Tỳ Khưu Tăng, Thiên Nhị Bách Ngũ Thập Nhân Câu. Dịch nghĩa: cùng với các bậc Đại Tỳ Khưu Tăng có 1250 vị. Phần Yếu Giải. Đại Tỳ Khưu là người tu xuất gia đã được giữ cụ túc giới. Tỳ Khưu là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là Bhikkhu, có hàm ba nghĩa: một, khất sĩ, chỉ giữ một chiếc bát để xin cơm nuôi thân, không xúc tích tiền của chi cả, chuyên cầu xin lấy đạo xuất thế gian. Khất sĩ là kẻ sĩ đi xin ăn xin đạo. Hai, phá ác, dùng trí tuệ chân chính để quan sát phá trừ mọi tật ác phiền não, chẳng sa đọa vào vòng ái kiến. Ba, bố ma, đã phát tâm thụ giới, phép yết ma đã thành tựu, tức thời loài ma trông thấy phải sợ hãi. Tăng, nguyên là tăng già, tiếng Ấn Độ đọc là Sangha, dịch nghĩa ra chữ Hán là hòa hợp chúng, cùng chứng được lý vô vi giải thoát, gọi là lý hòa. Thân hòa, cùng ở với nhau, miệng hòa, không cãi cọ nhau, ý hòa, cùng đẹp lòng nhau, kiến hòa, cùng hiểu với nhau, lợi hòa, cùng chia với nhau, gọi là sự hòa. Tất cả là lục hòa, thì mới được gọi là tăng già, là hòa hợp chúng. Trong số 1250 vị ấy, thì ba anh em ông Ca Diếp với học trò của ông cộng được 1000 người. Ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên với học trò của hai ông cộng được 200. Bọn ông Gia Xá Tử có 50 người, đều là những người khi Phật mới thành đạo được độ thoát trước tiên. Vì cảm thâm ân của Phật nên thường theo Phật. Đây nói về địa vị và đạo đức của các ngài Thanh Văn. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt: Giai thị Đại A La Hán, chúng sở tri thức. Dịch nghĩa: đều là những bậc Đại A La Hán, chúng đều quen biết. Đại A La Hán là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là Arahan, có hàm ba nghĩa: một, ứng cúng, người được cúng dường, đó là quả khất sĩ; hai, sát tặc, giết hết giặc phiền não, đó là quả phá ác; ba, vô minh, không còn sinh tử nữa, đó là quả bố ma. Lại có ba bậc A-la-hán khác nhau: một, tuệ giải thoát; hai, câu giải thoát; ba, vô nghi giải thoát. Các vị ở đây là vô nghi giải thoát, cho nên gọi là Đại A-la-hán. Lại vì các vị vốn là bậc Pháp Thân Đại Sĩ, tức Bồ-Tát đã chứng minh được Pháp Thân, thì hiện làm Thanh Văn để chứng thực phép tu tịnh độ là một phép bất khả tư nghì, cho nên gọi là Đại A-la-hán. Các vị theo Phật đi thuyết pháp
gọi là chuyển pháp luân, tức lăn bánh xe pháp, làm lợi ích khắp cõi nhân và cõi thiên, cho nên được chúng đều quen biết. Đây xin kể tên các vị đứng đầu. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Si La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lưu Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lầu Đà, Như Thị Đẳng, Chư Đại Đệ Tử. Dịch nghĩa: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Si La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lưu Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lầu Đà, còn nhiều vị đại đệ tử khác cũng như thế nữa. Phần yếu giải. Tuổi cao đức trọng đều tôn quý thì gọi là trưởng lão, lại gọi là tôn giả, tức người đáng tôn quý. Ngài Xá Lợi Phất, Ấn Độ đọc là Sariputra, chữ Hán là Thân Tử. Trong hàng thanh văn, ngài là bậc có trí tuệ đệ nhất. Ngài Maha Mục Kiền Liên, Ấn Độ đọc là Maha Hamogalana, chữ Hán là Đại Thái Thúc Thị, là bậc có phép thần thông đệ nhất. Ngài Maha Ca Diếp, Ấn Độ đọc là Maha Kasyapa, chữ Hán là Đại Ẩm Quang. Thân ngài có ánh sáng vàng, được Phật truyền tâm ấn cho làm tổ đệ nhất. Ngài là bậc tu hành hạnh đầu đà đệ nhất. Hạnh đầu đà là khất thực, đi xin ăn. Ngài Maha Ca Chiên Viên, Ấn Độ đọc là Maha Ca Chiana, chữ Hán là Đại Văn Sức, là dòng Bà La Môn, là bậc có tài nghị luận giỏi đệ nhất. Ngài Maha Câu Si La, Ấn Độ đọc là Maha Kanthila, chữ Hán là Đại Tất, là bậc có tài trả lời các câu hỏi hay đệ nhất. Ngài Ly Bà Đa, Ấn Độ đọc là Revata, chữ Hán là Tinh Tú, là bậc không điên đảo, không rối loạn đệ nhất, tức là ngồi thiền định. Ngài Châu Lợi Bàn Đà Già, Ấn Độ đọc là Sutra Banthaka, chữ Hán là Kế Đạo, là người rất đần độn, chỉ nhớ nghĩa được một bài kệ mà thành người có tài biện luận giỏi vô cùng, nên ngài là bậc nhớ nghĩa hay đệ nhất. Ngài Nang Đà, Ấn Độ đọc là Nanda, chữ Hán là Khánh Hỷ, là em ruột của Phật. Ngài là bậc có uy nghi dung mạo đệ nhất. Ngài A Nan Đà, Ấn Độ đọc là Ananda, chữ Hán là Khánh Hỷ, là em con chú của Phật, lại được làm thị giả đứng hầu Phật. Ngài là bậc được nghe nhiều đệ nhất. Ngài La Hầu La, Ấn Độ đọc là Rahura, chữ Hán là Phú Chướng, là thái tử của Phật, ngài có đạo hạnh bí mật đệ nhất. Ngài Kiều Phạm Ba Đề, Ấn Độ đọc là Gavampati, chữ Hán là Ngưu Tư, vì có tội ác khẩu từ kiếp trước nên phải chịu quả báo còn sót lại, mồm nhai như con bò. Ngài là bậc được hưởng cúng dường ở cõi thiên đệ nhất. Ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ấn Độ đọc là Pindola Paratvaja,
Chữ Hán là bất động và lợi căn. Ngài ở lại thế gian rất lâu dài để hưởng cúng dường ở đời mạt thế. Ngài là bậc phúc điền đệ nhất, giống như một thửa ruộng tốt để người đời trồng cây phúc. Ngài Kalu Đà Di, Ấn Độ đọc là Kalodajin, chữ Hán là Hắc Quang. Ngài là sứ giả của Phật, là bậc giáo hóa được nhiều người đệ nhất. Ngài Maha Kittana, Ấn Độ đọc là Maha Kapina, chữ Hán là Phòng Tú, là bậc biết xem sao đệ nhất. Ngài Bạc Câu La, Ấn Độ đọc là Vakula, chữ Hán là Thiện Dung. Ngài là bậc có thọ mệnh sống lâu đệ nhất. Ngài Anuruddha, Ấn Độ đọc là Aniruddha, chữ Hán là Vô Bằng. Ngài cũng là em con chú của Phật. Ngài là bậc có thiên nhãn, con mắt trông xa đệ nhất. Các ngài thường theo Phật luôn luôn, cho nên gọi là thường tùy chúng. Các ngài vốn là bậc pháp thân đại sĩ, là bậc Bồ Tát đã chứng được pháp thân mà thị hiện ra làm thanh văn, cho nên lại gọi các ngài là ảnh hưởng chúng, là các vị tăng có nhiều ảnh hưởng cho đạo Phật. Nay các ngài được nghe pháp tu tịnh độ là phép thu nhận được vô lượng công đức. Các ngài đều được lợi ích là Phật đã bố thí cho các ngài hiểu được nghĩa đệ nhất trong giáo lý của Phật. Các ngài làm cho đường đạo tăng lên, đường đời giảm bớt, tự mình cải tạo cho đất nước mình trở nên thanh tịnh giác ngộ, cho nên các ngài lại được gọi là đương cơ chúng, là các vị tăng có cơ đương nổi việc Phật. Số 2. Bồ Tát chúng. Tức nói về Bồ Tát chúng hay Bồ Tát tăng. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát. Dịch nghĩa: lại có các vị Đại Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, cùng nhiều vị Đại Bồ Tát khác cũng như thế nữa. Phần yếu giải. Chữ Bồ Tát Ma Ha Tát là tiếng Brahma ở Ấn Độ. Nguyên âm đọc là Bodhi Sattvaya Maha Sattvaya, Bồ Đề Tát Đoả Bà Gia Maha Tát Đoả Bà Gia. Dịch nghĩa ra chữ Hán là Đại Đạo Tâm Thành Tựu Hữu Hình, tức có tâm đạo lớn làm cho hữu hình được thành tựu. Đó là một danh hiệu của một người đã vận dụng được cả hai tâm, bi thương và trí tuệ, làm lợi lạc cả mình và người. Phật và Pháp Vương, tức ông vua tạo ra vạn pháp. Ngài Văn Thù Sư Lợi, nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Manji Siri, chữ Hán là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Ngài nối nghiệp nhà của Phật nên được gọi là Pháp Vương Tử, tức con của Đức Pháp Vương. Trong hàng Bồ Tát Tăng, Ngài là bậc có trí tuệ đệ nhất. Chẳng là bậc có trí tuệ chân thực dũng mãnh thì chẳng tài nào chứng được và hiểu được pháp môn tịnh độ này, cho nên Ngài được đứng đầu. Ngài A Dật Đa, tiếng Ấn Độ đọc là Arita, chữ Hán là Vô Năng Thắng, là tên riêng của Ngài Di Lặc Bồ Tát, tiếng Ấn Độ đọc là Maitreya. Ngài là bậc sẽ được thành Phật sau đời Phật Thích Ca. Hiện bây giờ Ngài ở ngôi Đẳng Giác, tức Bồ Tát thứ 10. Ngài lấy việc làm cho đất nước mình trở nên trang nghiêm, trong sạch, giác ngộ là việc thiết yếu của Ngài,
cho nên Ngài đứng thứ nhì. Ngài Kanda Hade, tiếng Ấn Độ là Ganta Hastin, chữ Hán là bất hư tức, là chẳng ngừng nghỉ, vì Ngài là người tu hành mãi mãi, lâu đời nhiều kiếp, chẳng hề ngừng nghỉ. Ngài thường tinh tấn là một vị Bồ Tát, thường làm lợi lạc cho cả mình và người, mà không hề mệt mỏi. Các vị này đều là các vị Bồ Tát ở ngôi rất cao, các ngài đều phải lấy quyết chí cầu sinh tịnh độ, vì cớ rằng các ngài mong được thấy Phật luôn luôn chẳng rời, mong được nghe Pháp luôn luôn chẳng rời, mong được thân cận cúng dường chúng tăng luôn luôn chẳng rời. Có thế thì mới có thể mau chóng viên mãn được tâm Bồ Đề của mình. Phép tu tịnh độ này, về phần sự, là một nhân duyên rất lớn, về phần lý là một phép tu bí mật tạng, ta chớ nên bỏ qua. Số 3 nhỏ, thiên nhân chúng. Đây là nói về thiên nhân chúng, tức chúng cõi thiên và chúng cõi nhân. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Dịch nghĩa: cả vua Đế Thích và các vua khác cùng với các đấng trên cõi trời và các cõi khác đông không xiết kể cùng đến dự hội. Phần yếu giải. Thích Đề Hoàng Nhân, nguyên tiếng Phạn là Sakra Devan Indra, chữ Hán là Năng Vi Chúa hay Năng Thiên Chúa, tức là một vị thiên vương ở cõi trời Đao Lợi, ở đỉnh núi Tu Di cao nhất thế giới. Chữ Đẳng là kim cả Hạ Đẳng và Thượng Đẳng, tức là các vị vua chúa ở cõi trời dưới vua Đế Thích và các vị ở cõi trời trên vua Đế Thích. Dưới vua Đế Thích có bốn vị thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di. Trên vua Đế Thích ở hư không còn có vô số các đấng ở các cõi trời khác, tức là bốn cõi dục giới: Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa, 18 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Tất cả có 2 cõi trời dục giới ở núi Tu Di và 26 cõi trời ở trên hư không, cộng là 28 cõi. Chữ Đại Chúng Câu là tóm tắt hết cả các giới ở khắp 10 phương, cõi trời, cõi người, 8 bộ quỷ thần, Atula, nhân phi nhân vân vân. Không một ai là không đến dự hội nói pháp này. Không một người nào là không được thu hút vào trong pháp môn tu tịnh độ. Chỉ vì pháp môn này rất rộng lớn, nên mới mầu nhiệm được như thế. Đến đây là hết phần thông tự. Số 2 La Mã, biệt tự. Từ đây là phần biệt tự hay là phát khởi tự. Phép tu tịnh độ là pháp môn mầu nhiệm, chẳng khá nghĩ bàn, cho nên không có ai biết mà hỏi. Tự Phật phải khởi xướng lên. Phật nói cho biết trên thế giới kia, tức y báo, và nhân vật ở thế giới kia, tức chánh báo, để phát khởi cái tâm tín nguyện của con người. Lại nữa, trí huệ Phật soi thấy căn cơ của chúng sanh không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây, ai cũng có cơ nghe được phép tu tịnh độ này, ít ra cũng được một trong bốn lợi ích. Một, nghe rồi thấy toàn thân sung sướng vui mừng. Hai, nghe rồi sinh tâm thích làm thiện.
3. Nghe rồi chừa bỏ hết tội ác tật xấu. 4. Nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chánh lý của thực tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi, tự Phật phát khởi ra phép tu tịnh độ này. Cũng như trong kinh Phạm Võng, nào có ai biết vị hiệu Phật là gì mà hỏi, cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng: chính vị hiệu Phật của ta là Phật Lô Xá Na, tức Rokana. Ngài Trí Giả cũng cho đoạn kinh là phần phát khởi tự. Ta lấy đấy làm tỷ lệ, thì đủ biết đoạn kinh này cũng là phần phát khởi tự. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Dịch nghĩa: bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua hết 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Phần yếu giải. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn thu nhiếp được cả 3 hạng người: thượng căn, trung căn, hạ căn. Là một pháp môn viên dung tuyệt đối, bất khả tư nghì. Pháp môn này tu được tất cả, vượt được tất cả pháp môn khác, xưa nay chưa thấy nói rõ được như thế. Một pháp môn rất sâu, rất khó tin, cho nên đặc biệt bảo cho người đại trí tuệ. Vì rằng chẳng phải là người trí tuệ đệ nhất thì chẳng cái nào hiểu ngay được mà không nghi ngờ. Đủ thấy người trí tuệ mới tu được, mà người hèn ngu cũng tu được, thật là hai việc lạ bất khả tư nghì. Hai chữ Tây Phương là Phật bảo đi tắt ngang thẳng sang phía Tây, là chỗ hiện đương có cõi tịnh độ ngay lúc ấy. Chữ ức ở đây là 10 triệu, vậy 10 vạn ức thành 1.000.000 triệu. Chữ Phật độ là một khu vực của một vị Phật hóa độ, có 1.000 triệu thái dương hệ, trong kinh Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Nay hãy nói thế nào là một Phật độ hay là một tam thiên đại thiên thế giới? Lấy ngay quả đất của ta ở đây, ta nói quả đất của ta có một núi Tu Di cao nhất, 4 bên đông tây nam bắc, mỗi bên là một châu, chung quanh có thiết vi bọc lấy, châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trời, một mặt trăng soi vào. Mỗi châu là một thiên hạ, quả đất có 4 thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. 1.000 quả tứ thiên hạ gọi là 1 tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là 1 trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới gọi là 1 đại thiên thế giới. Vậy chữ tam thiên ở đây có nghĩa là 1 × 3 lần 1.000, chứ không phải là 3.000, tức là 1 × 1.000 bằng tiểu thiên, 1.000 × 1.000 bằng trung thiên, 1.000.000 × 1.000 bằng đại thiên, bằng 1 tỷ, tức 1.000 triệu. Nay Phật bảo phải đi qua 10 vạn ức Phật độ như thế về phía tây, đến đấy là thế giới Cực Lạc. Hoặc có người hỏi, cớ gì Cực Lạc ở phương Tây? Thưa, câu hỏi ấy không có nghĩa. Giả sử nói Cực Lạc ở phương Đông, thì ngài lại hỏi, cớ gì nó ở Đông? Câu hỏi ấy chẳng phải là câu nói đùa chơi, tức hí luận là gì? Không trả lời, thế mới là trả lời rất hay. Xưa nay càng trả lời nhiều, càng thêm hí luận. Huống chi, ngài đi quá ra đến 11 vạn ức Phật độ,
Ngài nhìn lại Cực Lạc thì nó lại ở đằng đông rồi. Ngài còn nghi ngờ gì nữa? Câu hữu thế giới danh viết Cực Lạc, có thế giới gọi là Cực Lạc, là nói cái tên quả đất kia là cái phần y báo của Phật và nhân dân ở đấy. Y báo là quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra để cho con người phải y vào đấy mà sinh sống. Quả đất ấy vận chuyển luôn luôn, lúc này qua lúc khác, thành ra nó có ba đời, đời trước, đời này, đời sau, cho nên gọi là thế. Quả đất ấy ở trong hư không, chung quanh có mười phương, đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng và hạ. Phương nào nó cũng có giới hạn ở phương ấy, cho nên gọi là giới. Vì nó bị vận chuyển trong tam thế và nó có giới hạn khắp thập phương nên gọi là thế giới. Nước Cực Lạc, nguyên âm tiếng Brahma, Ấn Độ đọc là Sumati, tức Tu Ma Đề. Chữ Hán là Cực Lạc, An Lạc, Diệu Ý, An Dưỡng, Thanh Thái, vân vân, nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ. Xem đoạn dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà Phật độ nào cũng có bốn cõi, cõi nào cũng chia làm hai, tịnh độ và uế độ. Câu này đính chánh lại các chỗ sai lầm. Một, cõi phàm thánh đồng cư, chỗ nào ngũ trược nặng là uế độ, chỗ nào ngũ trược nhẹ là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi đồng cư là tịnh độ, vì phàm với thánh ở đấy cùng một lệ. 2. Cõi phương tiện hữu dư, chỗ nào của người tu phép tích không chuyết độ chứng vào ở đấy là uế độ, chỗ nào của người tu phép thể không xảo độ chứng vào ở đấy là tịnh độ. Nhưng Tây Phương thì cõi phương tiện là tịnh độ, vì người tu tiểu thừa ở đấy đã hồi tâm. 3. Cõi thật báo vô chướng ngại, chỗ nào của người tu phép thứ đề tam quán chứng vào ở đấy là uế độ, chỗ nào của người tu phép nhất tâm tam quán chứng vào ở đấy là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thật báo là tịnh độ, vì là chỗ ở của người tu phép viên đốn. 4. Cõi thường tịch quan, chỗ nào của người tu phận chứng ở là uế độ, chỗ nào của người tu cứu kính mãn chứng ở là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thường tịch quan là tịnh độ, vì 16 vị vương tử đều ở đấy, phần bản và phần tích đều cao. Cái thế giới Cực Lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đồng cư tịnh độ, mà ba cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngang ngay đấy. Đây là bàn về tu đức. Đức tu của mình lên cao nên chỉ có tịnh độ thôi. Còn bàn về tính đức thì trong tính đức, dù là một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế, trong hạt nào cũng có sẵn đủ bốn Phật độ cả tịnh và uế. Nay rút vào phép tu chỉ có ba món: tính, nguyện, hạnh, với danh hiệu Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghì, khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra ở thế giới Cực Lạc, một cõi đồng cư cực kỳ thanh tịnh. Những Phật độ khác ở khắp mười phương đều không thể có được, chỉ riêng ở Cực Lạc mới có một cõi đồng cư như thế mà thôi. Có thế thì mới là tôn chỉ phép tu tịnh độ ở Cực Lạc. Từ đoạn này trở xuống, những chỗ giảng nghĩa về tịnh độ đều như thế cả. Câu hữu Phật hiệu A-di-đà, tức có Phật hiệu là A-di-đà, là nói cái tên của Đức Giáo Chủ kia, là phần chánh báo của vị Phật ở đấy,
chánh báo là cái quả báo do nghiệp ý của con người tạo ra. Nó là chính cái thân con người phải sinh sống ở đấy. Đoạn dưới sẽ phiên dịch thích nghĩa rộng nhiều. Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kết. Pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa thân đơn là những màu sắc hình tượng 32 tướng, 80 hảo của người tu đã hiện ra. Pháp thân kép thì một, cái pháp thân tự tính vốn trong sạch, tự tính thanh tịnh pháp thân. Hai, pháp thân rất màu nhiệm, đã thoát lìa hết trần cấu, tức hết mọi phiền não tà kiến nhơ bẩn. Báo thân kép thì một, báo thân mình tạo ra cho mình thụ dụng, tức tự thụ dụng báo thân. Hai, cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng, tức tha thụ dụng báo thân. Hóa thân kép thì một, hóa thân mình thị hiện giáng sinh vào cõi nào, tức thị sinh hóa thân. Hai, hóa thân mình ứng hiện ra, tức ứng hiện hóa thân. Lại còn hai loại hóa thân nữa, một, hóa thân ở cõi Phật. Hai, hóa thân ở mỗi loài chúng sanh. Tuy phân tích ra thân đơn thân kép của ba thân thì như thế, mà đây luận về tính đức thì thật ra thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là ba, là một, chẳng dọc, chẳng ngang, chẳng cùng, chẳng khác. Nói thế nào cũng không đúng, cũng lầm lỗi cả. Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy, là cái thân chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Này, trong kinh này nói là Phật A-di-đà, chính là chỉ vào cái thị sinh hóa thân ở trong cõi đồng cư tịnh độ, nhưng cũng tức là báo thân, tức là pháp thân đấy. Bởi vì thân của Phật là tùy theo bốn cõi ngang nhau mà hiện ra. Lại nữa, ở trên chữ thế giới và chữ Phật đều có một chữ hữu, thì chữ hữu ấy nghĩa là có, mà là có thật. Chữ hữu bao hàm bốn nghĩa, tứ tất đàn, gồm hoan hỷ, sinh thiện, phá ác, nhập lý. Nói rằng có thế giới, có Phật là vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thật, khiến cho người tu vui cầu. Vì Ngài đem lời thành thật chỉ bảo cho, khiến người tu phải chuyên chí nhất tâm. Thế giới cực lạc và Phật A-di-đà nói ở đây chẳng phải là cảnh tượng. Càn thành dương diệm, tức cảnh ma, chẳng phải là cảnh tượng. Quyền hiện khúc thị, tức cảnh quyền giáo, chẳng phải là cảnh tượng. Duyên ảnh hư vọng, tức cảnh tà, chẳng phải là cảnh tượng. Bảo chân thiên đảng, tức cảnh tiểu thừa. Nêu ra cảnh chân thật này là vì Ngài muốn phá mọi cảnh ma quyền tà tiểu. Phá quyền là phá cái ngụy biện trong sách Hoa Nghiêm Hợp Luận. Phá tà là phá cái tập quán của người đời mạt thế ngu mê. Hai điều này rất quan hệ, là vì Ngài muốn người tu tịnh độ chứng sâu vào thực tướng là tâm tính của con người. Trong có đủ cả, có thế giới cực lạc thật, có thân Phật A-di-đà. Chỉ cần mình tu niệm là tự khắc hiện ra đầy đủ rõ rệt. Câu kim hiện tại thuyết pháp, tức nay hiện đang thuyết pháp. Đối với hai cảnh tượng hiện có, hai câu trên là y báo, tức thế giới cực lạc, là chánh báo, tức thân Phật A-di-đà, thì cảnh tượng nay hiện đang thuyết pháp đây chẳng phải là cảnh quá khứ đã diệt, cũng chẳng phải là cảnh vị lai chưa thành. Giống như cảnh Phật Thích Ca chẳng ở lâu cõi này, và cảnh Phật Di Lặc
chưa Giáng sinh là hai thời gian không có Phật để cho mình nương tựa, thì cảnh Kim hiện tại thuyết pháp đây chính là một cảnh để cho mình nên phát nguyện cầu vãng sanh, để được thân cận Phật, được nghe pháp, được chóng thành chánh giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại đây là lời tựa khuyên người tu mở lòng tính. Chữ thế gian danh ví cực lạc là lời tựa để khuyên người tu phát nguyện. Chữ Phật hiệu A-di-đà là lời tựa khuyên người tu phải thực hành cái hành tu mầu nhiệm là trì danh, tức là niệm Phật. Lại nữa, chữ A-di-đà là lời tựa về Phật. Chữ thuyết pháp là lời tựa về pháp. Chữ hiện tại trong có hải hội nghe pháp là lời tựa về tăng. Phật pháp tăng cùng ở trong một thật tướng là lời tựa về phần thể chất, y theo vào thể chất ấy, tức nhất thể tam bảo, mà khởi ra tính nguyện hạnh là lời tựa về phần tôn chỉ. Tính nguyện hạnh đã thành rồi, tức là được vãng sinh, được thấy Phật, được nghe pháp, là lời tựa về phần lực dụng. Chỉ có một cảnh giới Phật dùng làm cảnh giới cho tâm mình chăm chú vào, giống như cái kim chỉ nam, chẳng cho một sự tướng nào khác xen lẫn vào tâm mình, đó là lời tựa về giáo tướng. Lời nói sơ lược mà ý nghĩa rất chu đáo. Phần tựa cả thông và biệt đến đây là xong. B lớn, phần chánh tông, chánh tông phần. Phần chánh tông chia làm ba. Một, giải bày rất rộng quả y báo và quả chánh báo rất mầu nhiệm ở quả đất bên kia để khải tính, tức mở lòng tin. Hai, đặc biệt khuyên chúng sanh nên cầu sinh vào quả đất ấy để cho chúng sanh phát nguyện, tức phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Ba, chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh, tức lập hạnh tu. Ba phần tính, nguyện và trì danh là tông chỉ thiết yếu của cả một bộ kinh. Phần tính và phần nguyện gọi là tuệ hạnh, là hạnh tu trí tuệ. Phần trì danh gọi là hành hạnh, là hạnh tu thực hành. Được sinh tịnh độ hay là không được sinh, hoàn toàn là bởi mình có tính và nguyện hay không. Câu nói này vững như núi đá, chẳng thể chuyển dời được. Được sinh ở phẩm cao hay là phẩm thấp, hoàn toàn là bởi mình trì danh đã lâu năm hay là mới trì. Cho nên tuệ hạnh là cái dẫn đường đi trước, hành hạnh là phần sự chính tu. Giống như mắt và chân, cả hai đều vận động, thì mới đi sinh vào quả đất trong sạch kia được. Một La Mã, khải tính. A nhỏ, quả y báo. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Đoạn này là lời Phật Thích Ca hỏi. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thụ chư lạc, cố danh cực lạc. Dịch nghĩa: Chúng sanh cõi ấy không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế nên gọi là cực lạc. Phần yếu giải. Đoạn này là lời Phật Thích Ca giải nghĩa thế nào là cực lạc. Trước hết, Ngài đem những người được hưởng cái vui ở đấy mà thích nghĩa. Chữ chúng sanh là tất cả những người được hưởng cái vui ở đấy, từ vị Bồ Tát đẳng giác xuống đến người phàm
đều là chúng sanh. Nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân thôi, là có ý đem hạng kém nhất ở phẩm hạ để so sánh với người hơn nhất ở phẩm thượng thượng. Cái điểm bất khả tư nghị của tông Tịnh Độ là ở đây. Quả đất Ta Bà này khổ, mà cũng có cái vui lẫn vào. Thật ra cái vui ấy cũng là khổ. Phật gọi là hoại khổ, vì nó chẳng ở lâu với mình. Khi nó bị hoại, thì mình khổ. Còn cái khổ thật, thì Phật gọi là khổ khổ, vì nó là cái khổ làm thân tâm mình bức bách khổ thật. Lại còn một cái chẳng vui chẳng khổ gì, nhưng Phật cũng gọi nó là hành khổ, vì nó cũng làm cho mình trôi đi đến chỗ khổ. Quả đất cực lạc bên kia vĩnh viễn thoát ly cả ba cái khổ ấy, chỉ có những cái vui. Cái vui ở đấy không giống như cái vui ở đây, là cái vui đối đãi với cái khổ mà ta quen gọi là vui, có thế mới gọi là cực lạc, tức rất vui. Này, hãy cứ một chiều mà phân biệt những cái vui như dưới đây. Cõi Tịnh Độ đồng cư có năm trược ác nhẹ, cũng đã không có tám cái khổ. Tám cái khổ phân đoạn là: một, sinh; hai, lão; ba, bệnh; bốn, tử; năm, cầu chẳng được; sáu, xa lìa người yêu; bảy, gặp người oán ghét; tám, thân ngủ ấm bừng bừng như lửa cháy. Chỉ hưởng những cái vui, chẳng ốm đau, chẳng già, được du hành tự tại, cơm sẵn của trời, áo sẵn của trời, cùng sum họp với người thường thiện, vân vân. Cõi Tịnh Độ phương tiện thánh cư của các vị tu phép thể không xảo độ, đã không có cái khổ, trầm trệ vẫn không, mà chỉ hưởng những cái vui như thần thông, du hí, vân vân. Cõi Tịnh Độ thật báo trang nghiêm của các vị tu phép nhất tâm tam quán, đã không có cái khổ, cách biệt chẳng dung hòa, mà chỉ hưởng cái vui vô ngại bất tư nghị. Cõi Tịnh Độ cứu kính thường tịch quan, không có cái khổ, thân pháp tính bị thấm lậu, tâm chân thường bị lưu chuyển, mà chỉ hưởng cái vui rốt ráo đầy đủ xứng hợp với tâm tính mình. Còn những chúng sinh bên thế giới cực lạc ở cõi Tịnh Độ đồng cư, thì chỉ vì tu phép trì danh mà có nhiều thiện căn phúc đức ngang với Phật, cho nên được hưởng đầy đủ mọi cái vui ở bốn cõi Tịnh Độ trên này. Lại nữa, cái điểm hơn hết ở thế giới cực lạc chẳng ở ba cõi Tịnh Độ trên, mà ở cõi Tịnh Độ đồng cư, vì rằng trong lên thì những cõi đồng cư khác ở khắp mười phương đều kém phần đặc biệt, mà trong xuống thì đem đọ với cõi này rất có thể. Vì thế mà kẻ phàm phu thích vào cõi đồng cư Tịnh Độ này được thung dung hơn, được độ thoát siêu việt mau lẹ. Ý Phật nói cái khổ cái vui là ở chỗ này. Bấy giờ Phật Thích Ca lại đem những cái vui để cho người thụ dụng ở cõi ấy ra mà thích nghĩa cho hai chữ cực lạc. Đoạn này là Ngài giải thích thêm cho rõ nghĩa hai câu: vô hữu chúng khổ, đản thụ chư lạc. Ở dưới còn một phần đoạn thích nghĩa rộng hơn cũng thế. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Hữu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc, danh vi cực lạc. Nghĩa là, lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc, bảy lần dậu rào, bảy lần lưới giăng, che bảy hàng cây, toàn bằng tứ bảo khắp cả chung quanh, bởi thế nước kia gọi là cực lạc. Phần yếu giải. Chữ thất trùng tức bảy lần là tiêu biểu bảy khóa đạo phẩm,
chữ tứ bảo tức bốn báu là tiêu biểu bốn đức thường lạc ngã tịnh. Chữ châu tráp vi nhiễu là nói những chỗ ở của Phật và Bồ Tát nhiều vô lượng, khắp cả chung quanh chỗ nào cũng có. Nói rằng những vật ấy toàn bằng tứ bảo, thế là công đức của mình sâu lắm mới được thế. Nói rằng khắp cả chung quanh thì các vị hiền thánh khác chỗ nào cũng có cả. Đây là nói về cái nhân ở trong và cái duyên ở ngoài đều chân thật đã tạo ra thế giới cực lạc. Những vật quý báu trang nghiêm như thế đã được tạo ra ở bốn cõi tịnh độ đều bởi những phép tu sau đây. Một, ở cõi đồng cư tịnh độ, do cái nghiệp tăng thượng thiện đã cảm ứng mà tạo ra, lại cũng vì phép tu viên ngũ phẩm quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, thuộc về loài duyên sinh thắng diệu. Hai, ở cõi phương tiện tịnh độ, thì bởi phép tu, tức không quán trí, đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép tương tự tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần thuộc về loài diệu chân đế vô lậu. 3. Ở cõi thật báo tịnh độ, thì bởi phép tu, diệu giả quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép phận chứng tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần thuộc về loại diệu tục đế vô tận. 4. Ở cõi thường tịch quan tịnh độ, thì bởi phép tu, tức trung quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, lại cũng bởi phép cứu kính tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần thuộc về loại diệu trung đế xứng tính. Muốn cho dễ hiểu thì phân biệt ra có bốn nghĩa như thế. Thật ra những vật báo trang nghiêm ở bốn cõi tịnh độ đều là những vật bởi nhân duyên mà sinh ra, gọi là nhân duyên sinh pháp. Vật nào cũng là tức không, tức giả, tức trung cả. Đây là nói về tính đức, y vào tính đức mà khởi ra tu đức. Vì thế mà những cảnh vật ở cõi đồng cư tịnh độ bên thế giới cực lạc đều viên dung cả chân và tục, vô tận vô biên, chẳng có hạn lượng nào. Đây là nói về tu đức, mà hoàn toàn tu đức đều ở trong tính đức. Có như thế thì mới là tông tịnh độ của thế giới cực lạc. Những đoạn giải nghĩa ở dưới đều phỏng theo một ý nghĩa như thế. Hoặc có người hỏi rằng, cõi thường tịnh quan tịnh độ chỉ là một cõi lý tính, thì làm gì mà có được những vật báo trang nghiêm như thế? Thưa rằng, mỗi một vật báo trang nghiêm ấy, toàn thể nó là lý tính, nhưng mỗi một lý tính ấy phải có đầy đủ mọi vật trang nghiêm ấy, có thế mới là quả y báo rốt ráo của chư Phật. Nếu bảo cõi tịnh độ thường tịch quan chẳng có một vật ngũ trần thắng diệu nào, thì có khác gì cái cõi thiên chân pháp tính của tiểu thừa? Đây là một đoạn thích nghĩa rộng hơn, có hai đoạn. Một, thích nghĩa riêng những cái vui để người thụ dụng. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Hữu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly pha lê hợp thành thượng hữu lầu cát. Diệt dĩ kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa đại như sa luân, thanh sắc thanh quang
huỳnh sắc huỳnh quang, tứ sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Dịch nghĩa: lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Cực Lạc có ao Thất Bảo, trong ao thường đầy nước bát công đức, đáy ao thuần bằng cát vàng óng ánh, bốn bên bờ ao bật lên lối đi làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê, trên có lầu gác cũng toàn làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê, sa cừ xích châu mã não, hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng, nhiệm màu thơm sạch. Phần yếu giải: đoạn trên kia là Phật nói rõ những chỗ ở của người bên Cực Lạc, đoạn này Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên Cực Lạc. Thất Bảo là bảy của báu: một vàng, hai bạc và năm thứ ngọc có năm màu: lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Hồ ao và mọi cảnh vật đều là thất bảo tạo thành, thì không giống như cảnh vật ở cõi này toàn là đất với đá. Nước có tám công đức: một trừng thanh, tức lặng trong, khác với nước ở đây vẫn đục; hai thanh lãnh, tức mang mát, khác với nước lạnh quá nóng quá; ba cam mỹ, tức ngon ngọt, khác với nước mặn quá nhạt quá; bốn khinh nhuyễn, tức mềm nhẹ, khác với nước nặng chìm; năm nhuận trạch, tức được nhuần bóng láng, khác với thứ nước ướt át thối nát phai màu nhợt nhạt; sáu an hòa, tức yên ổn hòa nhã, khác với thứ nước chảy mau và dữ tợn; bảy trừ cơ khát, tức trừ hết đói khát, khác với thứ nước sinh ra lạnh bụng; tám trưởng dưỡng chư căn, tức nuôi lớn mọi căn, khác với mọi thứ nước làm tổn hoại mọi căn, làm rối loạn tăng bệnh, làm chìm đắm, vân vân. Chữ sung mãn kỳ trung, tức trong ao thường đầy, thì khác với những ao khi thì khô kiệt, khi thì ràn rụa, đáy ao thuần bằng cát vàng, khác với đáy ao thuần bùn nhơ. Bật lên lối đi làm bằng tứ bảo thì khác với bằng đá gạch. Chữ giai là bật lên, đạo là lối đi bằng phẳng, nhà nhiều tầng là lầu, lầu cao chót vót là cát, lầu cát bằng thất bảo, khác với ở đây làm bằng gỗ, đất, sơn xanh đỏ. Lầu cát là chỗ ở và chỗ hội họp, thuyết pháp. Người tu hành một khi được ở trong bào thai hoa sen, trên ao thất bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội, thấy Phật, nghe pháp. Hoa sen to bằng bánh xe. Bánh xe đây là bánh xe bằng vàng của vua Chuyển Luân Vương, to đến 40 dặm. Đây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe. Nếu căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì có hoa nhỏ, có hoa lớn, chẳng có hạn lượng nào, vì rằng thân hình những người sinh ra ở cõi tịnh độ đồng cư, không ai giống ai. Hoa sen xanh, tiếng Ấn Độ gọi là Ưu Bát La. Hoa sen vàng gọi là Câu Vật Đầu. Hoa sen đỏ gọi là Bát Đầu Ma. Hoa sen trắng gọi là Phần Đà Lợi. Bởi vì thân người sinh ra đã có hào quang, cho nên ở trong bào thai hoa sen có ánh sáng. Hoa sen ở bên Cực Lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng. Ở đây chỉ nói qua bốn màu thôi. Bốn chữ vi diệu hương khiết là tán thán bốn đức của hoa sen. Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là vi. Các hoa giao chập vào với nhau không hề chướng ngại nên gọi là diệu. Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là khiết. Còn chữ hương thì có nghĩa là mùi thơm. Bào thai hoa sen
đủ có bốn đức quý như thế, thì cái thân sinh ra đủ biết quý là dường nào. Đây là đoạn kết nói về sức mạnh của Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm ấy. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Cực Lạc Quốc Độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất này, cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Phần yếu giải. Đoạn văn trên đã nói rõ chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báo trang nghiêm như thế. Đoạn văn này Phật bảo cho biết những vật trang nghiêm đều bởi công đức xứng hợp với tâm tính của Phật A Di Đà. Phật có chí nguyện rất lớn và hành tu rất lớn nên mới tạo thành được trang nghiêm như thế. Nghĩa này là nói về Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. Vì Ngài có tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báo trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ, và thu được hết thảy bậc phàm bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời, đều khiến cho được sinh vào cõi ấy. Lại nữa, Phật A-di-đà đã dùng chí nguyện rất lớn của Ngài để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sanh, và dùng cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sanh. Cái nhân cái duyên ấy đã khiến cho người nào có tâm tính nguyện trì danh thì cứ mỗi tiếng niệm Phật là tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm như thế. Những cảnh ấy đều là đã tạo thành rồi, chứ chẳng phải nay mới tạo hay là mai mới tạo. Nghĩa này là nói về chúng sanh niệm Phật, chúng sanh tạo thành. Nhưng ai có hiểu mới thể nhận được. Như thế, nghĩa là chúng sanh cứ lấy những vật báo trang nghiêm của Phật A-di-đà để làm bản chất tăng thượng, tức làm vốn, mà phát khởi ra mọi vật báo trang nghiêm ở trong tâm của chúng sanh. Câu này nói rõ được cả phần tính và phần tướng đầy đủ sáng suốt, triệt để, hết phép tu tịnh độ. Hoàn toàn của Phật, tức là của chúng sanh, hoàn toàn của người khác, tức là của mình, cho nên nói rằng, đã tạo thành được những vật báo trang nghiêm như thế đấy. Hội họp cả hai nghĩa trên lại, thành một nghĩa này. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca đem cả người được thụ dụng và những vật để cho người thụ dụng hợp lại mà thích nghĩa chữ Cực Lạc. Trước hết, đem cả năm căn với năm trần hợp lại mà thích rõ nghĩa thụ dụng, sau mới đem nhĩ căn và thanh trần riêng ra mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Người ta phải có sáu căn để hưởng thụ cái vui, là nhĩ căn, nhãn căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Những cái để cho người ta hưởng thụ có sáu trần là thanh trần, sắc trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Mỗi căn đối với một trần phát ra sáu cái biết vui hay khổ, gọi là lục thức. Sáu căn, sáu trần, sáu thức cộng lại thành 18 giới, tức là hết thảy mọi nhân vật ở các thế gian, Phật gọi là pháp giới. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Hữu Xá Lợi Phất, Bỉ Phật Quốc Độ Thường Tác Thiên Nhạc, Huỳnh Kim Vi Địa, Trú Già Lục Thời, Vũ Thiên Mạng Đà La Hoa. Kỳ Độ Chúng Sanh Thường Dĩ Thanh Đáng, Các Dĩ Y Kích, Thành Chúng Diệu Hoa, Cúng Dường Tha Phương Thập Vạn Ức Phật, Tức Dĩ Thực Thời, Hoàng Đáo Bổn Quốc, Phạn Thực Kinh Hành. Dịch nghĩa: Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc, mặt đất thuần vàng, ngày đêm sáu buổi, hoa mạng đà la rắc xuống như mưa. Chúng sanh nước kia thường ngày sáng sớm đều lấy vạt áo đựng các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, đi cúng phương xa mười muôn ức Phật, chỉ trong giờ ăn, lại về ngay nhà,
cơm xong đi dạo. Phần yếu giải. Âm nhạc của trời đất ở trên lưng chừng hư không là thanh trần, mặt đất thuần vàng là sắc trần, các thứ hoa là hương trần và sắc trần, các món ăn là vị trần, đựng hoa đi cúng Phật, tung hoa và đi dạo chơi là xúc trần. Đây là Phật Thích Ca nói về năm căn của chúng sanh đối với năm trần của mọi vật để hưởng thụ mọi cái vui. Hai chữ thường tác, tức là thường thường động tác khởi lên suốt cả sáu buổi, tức lục thời. Huỳnh kim vi địa là nói về thể chất của quả đất Cực Lạc thuần là vàng cả, nhưng còn có cả thất bảo trang nghiêm ở trên mặt đất nữa. Lục thời, theo tục ở Ấn Độ, chia ngày ra làm ba buổi, gọi là sơ phận, trung phận và hậu phận. Đêm cũng thế, cũng chia làm ba phần, sơ, trung, hậu, gọi chung cả ngày và đêm có sáu phần, tức là trú dạ lục thời. Đối với thân Phật A-di-đà và nhân dân ở quả đất Cực Lạc thì không có thời gian, làm gì có ngày có đêm, có ba buổi và sáu buổi. Bởi vì ở tịnh độ, người tức chánh báo và vật tức y báo đều có ánh sáng, chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời soi cho mới gọi là ngày, cũng chẳng cần đến ánh sáng của mặt trăng mới gọi là đêm, lúc nào cũng sáng luôn luôn như thế. Thời gian ấy là một ngày sáng tươi dài vô hạn, thì còn làm gì có lúc nào là ngày, lúc nào là đêm nữa. Nhưng đối với những cái thân chúng sanh, tức chính báo ở quả đất Ta Bà, tức y báo, đều tối tăm mù mịt, thời gian ấy chỉ là một đêm buồn rầu dài vô hạn. Chỉ vì lúc nào nhờ có ánh sáng mặt trời soi cho thì gọi là ngày, lúc nào không có ánh sáng ấy gọi là đêm. Vì có ngày có đêm nên mới chia cái quãng đời sinh sống của mình ra làm ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Lý thực ra thì chẳng ở đâu có thời gian, chẳng có ngày, chẳng có đêm, mà chỉ là có trí sáng hay là không có trí sáng mà thôi. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói, sáu buổi ngày đêm ở tịnh độ là ý Phật thuận theo tư tưởng của chúng sanh ở quả đất tối mù, có thời gian, có ngày, có đêm, mà Phật nói ra thế, để cho họ dễ hiểu, dễ so sánh với thời gian của họ đó mà thôi. Mạng Đà La là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là Thích Ý hay là Bạch Hoa. Y kích là cái giỏ đựng hoa. Ba chữ chúng diệu hoa, tức các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, thì rõ ràng không phải là chỉ có một thứ hoa Mạng Đà La. Lý ưng phải có bốn thứ hoa, như trong Diệu Kinh đã nói, để làm tiêu biểu cho bốn nhân tu hành. Đem hoa đi cúng Phật ở nhiều phương khác là tiêu biểu cái nhân chân thật, biết đi đến cái quả tốt cực điểm, tức quả Phật. Quả đức ấy nhiều lắm, ở khắp cả đâu đâu cũng có. Nay hãy căn cứ vào quả đất Ta Bà này mà nói rằng đi cúng những 10 vạn ức Phật, là ý nói rằng sau khi mình đã được sinh sống ở Cực Lạc rồi, mình lại trở về cúng Phật Thích Ca, Phật Di Lặc ở đây cũng chẳng khó gì. Nếu lại được sức thần thông của Phật A-di-đà thêm vào cho mình, thì xa đến đâu mà mình chẳng đi đến được. Chữ thực thời là giờ ăn, có nghĩa là giờ ăn sáng sớm, cho nên mới có chữ tức dĩ là ở ngay trong buổi sáng sớm, tức thanh đáng ấy. Đi cúng Phật rồi về mới ăn. Trong một buổi sáng sớm, đi cúng hết 10 vạn ức Phật rồi về mới ăn sáng, thì đi nhanh biết chừng nào, đủ rõ phép thần túc, tức chân thần của người bên tịnh độ, đi mau lắm, chẳng khá nghĩ bàn, mau như là không phải bước ra khỏi quả đất ấy, mà đã đi hết khắp cả 10 phương rồi, chẳng cần đến hết một buổi sáng sớm mà đã trở về. Đoạn văn này tỏ rõ cho ta hiểu, ở bên Cực Lạc,
một tiếng bật ra, một hạt bụi trần, một sát na. Một sát na, sát na là tiếng Ấn Độ, ta gọi là một loáng, là một thời gian ngắn hơn một giây đồng hồ nhiều lắm. Cho đến một khi bước chân, một khi búng ngón tay, giờ phút nào cũng cùng với tam bảo ở khắp mười phương, cùng thông suốt giao chập với nhau, không hề có chướng ngại, lại tỏ rõ cho ta hiểu rằng, ở cõi ta bà này, trược ác nghiệp chướng nặng lắm, đối với cõi cực lạc, chẳng cách xa đâu mà thành ra cách xa. Sinh sống ở cực lạc, thời công đức rất sâu, đối với cõi ta bà, tuy có cách xa, mà chẳng thấy cách xa chút nào. Bốn chữ phạn thực kinh hành, tức cơm xong đi dạo, có nghĩa là nghĩ đến cái ăn thì nó đến ngay, chẳng cần phải sửa soạn, ăn rồi mâm bát tự mất đi, chẳng cần phải cất dọn, cứ việc đi dạo trên mặt đất thuần vàng, xem hoa, nghe âm nhạc vui chơi, mà vẫn tự thấy tiến bước tu hành không ngừng. Đoạn văn kết thị. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá lợi Phất này, cõi cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Phần yếu giải. Đây là đoạn kết thứ hai, giải nghĩa cũng như đoạn thứ nhất ở trang 51. Đoạn văn trên, Phật Thích Ca đã hợp năm căn với năm trần lại mà thích nghĩa thụ dụng. Đoạn này Phật đem riêng nhĩ căn với thanh trần mà thích nghĩa thụ dụng. Bởi vì ở quả đất này, nhĩ căn của người ta rất thông lợi, cho nên Phật đem riêng cái tiếng nói Pháp ra mà thích nghĩa thụ dụng cho thật rộng, thật rõ ràng, để cho mình hiểu rõ, sang đấy được hưởng cái vui nghe Pháp nhiệm màu, chóng ngộ độ. Chứ thực ra, ở bên cực lạc, thu hút được hết mọi căn cơ trong Pháp giới. Trong năm trần ở bên ấy, mỗi một trần, trần nào cũng phát sinh ra được hết thảy mọi pháp môn. Đoạn này chia làm hai. Một, hóa ra tiếng nói Pháp của loài hữu tình. Hai, hóa ra tiếng nói Pháp của loài vô tình. Đây là tiếng nói Pháp của loài hữu tình, tức là tiếng chim nói Pháp rất lợi ích. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Phục thứ Xá Lợi Phất, bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu. Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, cộng mạng chi điểu. Thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn tướng, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sinh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Dịch nghĩa. Rồi lại còn nữa, Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường có nhiều các loài chim màu đẹp vẻ lạ, như chim hạc trắng, chim vẹt, chim công, Xá Lợi, cộng mạng, Ca Lăng Tần Già. Những đàn chim ấy ngày đêm sáu buổi tiếng hót hòa nhã diễn ra các pháp, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần và nhiều phép khác cũng như thế nữa. Chúng sanh nước kia nghe tiếng ấy rồi đều vui niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phần yếu giải. Câu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc là nói các loài chim có nhiều và đẹp lạ. Câu dưới kể qua có sáu loại. Chim Xá Lợi là tiếng Ấn Độ. Ở đây trước kia bảo là loài chi thu lộ, tức loài cò. Ngài Kỳ Thiền Sư bảo là loài chim xuân oanh, có lẽ phải hơn. Chim Ca Lăng Tần Già là tiếng Ấn Độ,
chữ Hán là diệu âm, tức tiếng hay. Vì loài chim này chưa ra khỏi vỏ trứng, tiếng hót đã hay hơn các loài chim khác. Chim cộng mạng là loài chim một thân có hai đầu, hai thần thức riêng biệt, cùng chung một báo thân. Hai giống chim này ở vùng tuyết sơn bên Ấn Độ cũng có. Những loài chim ở cực lạc không phải là thật giống chim ở đây. Phật chỉ nói cho biết mấy thứ chim hơi giống với những con chim ở đây mình yêu quý nhất đấy mà thôi. Ngày đêm sáu buổi phát ra tiếng hót, thời đủ biết ở bên tịnh độ không có lúc nào chim phải đậu yên, mà gọi là lúc đêm tối. Vì thân người hay thân chim đều ở trong hoa sen hóa sinh ra, vốn không có tính ngủ, cho nên không cần phải có đêm để nằm yên. Những phép như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là những phép ở trong 37 phẩm trợ đạo kể ra như sau. Thứ nhất, tứ niệm xứ, tức bốn chỗ nghỉ. Một, thân niệm xứ là nghỉ chỗ thân mình là bẩn. Hai, thụ niệm xứ là nghỉ chỗ mình hưởng thụ là khổ. Ba, tâm niệm xứ là nghỉ chỗ tâm mình biến đổi là vô thường. 4. Pháp niệm xứ là nghỉ chỗ các pháp không thực có là vô ngã. Thứ hai, tứ chánh cần, tức bốn việc chánh cần phải làm ngay. 1. Dĩ sinh ác pháp linh đoạn là những ác pháp đã sinh ra rồi phải đoạn trừ ngay. 2. Vì sinh ác pháp linh bất sinh là những ác pháp chưa sinh ra phải cấm ngay, không cho sinh ra. 3. Vì sinh thiện pháp linh sinh là những thiện pháp chưa sinh ra phải cho sinh ra ngay. 4. Dĩ sinh thiện pháp linh tăng trưởng là những thiện pháp đã sinh ra rồi phải làm cho nó lớn mãi lên. Thứ 3, tứ như ý túc, tức bốn phép đủ như ý. 1. Dục như ý túc là định muốn như ý. 2. Tiếng như ý túc là tinh tấn đủ như ý. 3. Tâm như ý túc là tuệ tâm đủ như ý. 4. Tư duy như ý túc là suy nghĩ đủ như ý. Thứ 4, ngũ căn là năm căn bản, tức cội gốc. 1. Tính căn là tin các pháp chánh đạo và các pháp trợ đạo, gọi là tính căn. 2. Tinh tấn căn, thực hành các pháp thiện về chánh đạo và trợ đạo, cần cầu làm mãi chẳng ngừng, gọi là tinh tấn căn. 3. Niệm căn, chỉ nghĩ các pháp thiện về chánh đạo và trợ đạo, không còn nghĩ đến pháp nào khác nữa, gọi là niệm căn. 4. Định căn, thu nhiếp tâm mình vào trong các thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo, cùng ứng hợp với nhau, không cho tán loạn, gọi là định căn. 5. Tuệ căn, làm mọi thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo, và quán tưởng 4 diệu đế, khổ, tập, diệt đạo, gọi là tuệ căn. Thứ 5, ngũ lực là năm sức mạnh làm cho năm căn vững chắc. 1. Tính lực làm cho tính căn lớn lên, phá hết nghi hoặc, tà tính và phiền não, gọi là tính lực. 2. Tinh tấn lực làm cho tinh tấn căn lớn lên, phá hết mọi thân lười biếng và tâm lười biếng, thành được việc xuất thế lớn lao, gọi là tinh tấn lực. 3. Niệm lực làm cho niệm căn lớn lên, phá hết mọi tà niệm, thành tựu được công đức chánh niệm xuất thế gian, gọi là niệm lực. 4. Định lực làm cho định căn lớn lên, phá hết mọi tư tưởng lăng xăng rối loạn, phát ra được mọi sự thiền định, gọi là định lực. 5. Tuệ lực
làm cho tuệ căn lớn lên, ngăn được hết thông mê hoặc và biệt mê hoặc, phát ra được trí tuệ chân vô lậu, gọi là tuệ lực. Thứ sáu, thất bồ đề phần, hay là thất giác phần, tức bảy phần giác ngộ. Một, trạch pháp giác phần. Khi trí tuệ mình soi xét mọi pháp, khéo phân biệt được chân pháp với giả pháp, chẳng lấy lầm phải pháp tà ngụy, gọi là trạch pháp giác phần, tức phần giác ngộ biết chọn pháp. 2. Tinh tiến giác phần. Khi mình tinh tiến tu hành mọi đạo pháp, khéo hay giác ngộ, đừng tu lầm phải những khổ hạnh vô ích, thường chuyên cần để tâm vào trong mọi chân pháp mà tu hành, gọi là tinh tiến giác phần, tức phần giác ngộ tinh tiến. 3. Hỷ giác phần. Nếu tâm mình tu đắc pháp mà mừng, nên giác ngộ rằng cái mừng ấy chẳng phải là y vào pháp điên đảo mà mừng, mà chính là y vào pháp chân thực mà mừng, gọi là hỷ giác phần, tức phần giác ngộ vui mừng. 4. Trừ giác phần. Khi mình đoạn trừ được cái tâm tà kiến và mọi thứ phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân, nên giác ngộ rằng mình đã đoạn trừ được mọi giống tà ngụy, chẳng tổn hại đến thiện căn chân chính, gọi là trừ giác phần, tức phần giác ngộ đoạn trừ. 6. Xả giác phần. Khi mình lìa bỏ hẳn được những cảnh vật mà mình đã ham mến nhớ niệm đến hoài, nên giác ngộ rằng cảnh vật lìa bỏ ấy là hư ngụy, chẳng phải thật có, vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa, gọi là xả giác phần, tức phần giác ngộ lìa bỏ. 6. Định giác phần. Khi tâm mình đã phát ra được mọi thiền định, nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả, chẳng sinh ra mơ tưởng yêu nó, thấy nó làm gì nữa, gọi là định giác phần, tức phần giác ngộ cách định. 7. Niệm giác phần. Khi mình tu đạo xuất thế, phải giác ngộ sao cho lúc nào định và tuệ cùng ngang nhau. Hoặc khi tâm mình bị chìm niệm mất, phải nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ, trạch pháp, tinh tiến và hỷ, để mà soi xét cho tâm mình phấn khởi lên. Hoặc khi tâm mình bồng bột náo động, phải nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ, trừ xả và định, để nhiếp trì cái tâm mình lại, làm cho nó điều hòa thích trung, gọi là niệm giác phần, tức phần giác ngộ chánh niệm. Thứ bảy, bát thánh đạo phần, hay là bát chánh đạo phần, tức tám phần thánh đạo. Một, chánh kiến, tu phép quán, soi rõ mọi hạnh tu vô lậu. Vô lậu là không chảy ra, tức là trong sạch, không còn mọi phiền não xấu xa bẩn thỉu chảy ra. Thấy rõ ràng bốn diệu đế, gọi là chánh kiến, tức thấy chân chánh. Hai, chánh tư duy, dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp động phát ra suy nghĩ, tính toán hiểu biết, khiến cho tâm lớn lên vào với tâm đại niết bàn, gọi là chánh tư duy, tức suy nghĩ chân chánh. Ba, chánh ngữ, dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt bốn tà mạn. Tà mạn, các tỳ kheo làm việc chẳng đúng như pháp để sống, gọi là tà mạn, nghĩa là cái mạng sống gian tà. Có bốn tà mạn: một, làm ruộng, làm vườn, làm thuốc để kiếm cơm áo, gọi là hạ khẩu thực. Hai, làm những phép ngửa xem trăng sao mặt trời, mưa gió sấm sét chớp để kiếm cơm áo, gọi là ngưỡng khẩu thực. Ba, nịnh hót những người hào phú quyền thế, đi sứ bốn phương, nói khoác kiếm nhiều lợi, gọi là phương khẩu thực. Bốn, học những phép bùa chú tà thuật, bói toán kiết hung để kiếm cơm áo, gọi là duy khẩu thực. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt bốn tà mạn, thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chánh ngữ,
gọi là chánh ngữ, tức nói chân chánh. 4. Chánh nghiệp, dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt mọi tà nghiệp ở thân mà ra, để yên thân vào trong mọi nghiệp chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh nghiệp, tức nghiệp chân chánh. 5. Chánh mạng, dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ suốt cả năm tà mạng ở ba nghiệp thân khẩu ý, để yên trong mạng sống chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh mạng, tức mạng sống chân chánh. Có 5 loại tà mạng. 1. Giả vờ hiện ra tướng mạo kỳ dị. 2. Nói khéo công đức của mình. 3. Xem tướng kiết hung để thuyết pháp cho người ta nghe. 4. Cất tiếng nói to cho có oai để người ta kinh sợ. 5. Nói khéo được nhiều của cúng dường để người ta động tâm. 5 tà mạng này cũng cốt để kiếm cơm áo nuôi thân. Sống như thế không phải là chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp cần mẫn tinh tấn tu đạo niết bàn, gọi là chánh tinh tấn, tức tinh tấn chân chánh. 7. Chánh niệm, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp mà nhớ niệm đến mọi pháp chánh đạo và trợ đạo, gọi là chánh niệm, tức nhớ niệm chân chánh. 8. Chánh định, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp vào thiền định, gọi là chánh định, tức thiền định chân chánh. Trong 7 phép tu này, gọi là thất khoa, có tất cả là 37 đạo phẩm. Tuy rằng tất cả 4 giáo môn, ai cũng phải tu 37 đạo phẩm, nhưng công phu tu luyện và phương pháp thì mỗi giáo môn một khác. Nghĩa này có công đính chính mọi sai lầm xưa nay, sẽ kể như sau. 4 giáo môn là Tạng, Thông, Biệt, Viên. 1. Y vào sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của Tạng giáo. Giáo lý của Tiểu Thừa thấy tứ đế có thực sinh, thực diệt. 2. Y vào vô sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của Thông giáo. Giáo lý phổ thông của Bồ Tát thấy tứ đế là không, chẳng có thực sinh, thực diệt. 3. Y vào vô lượng tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của biệt giáo. Giáo lý riêng biệt của Bồ Tát thấy tứ đế có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. 4. Y vào vô tác tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của viên giáo, tức giáo lý viên mãn hoàn toàn của Bồ Tát, thấy tứ đế chỉ là hiển ảnh trong tâm Bồ Đề, không ai tạo tác ra nó. Đạo phẩm của Tạng giáo gọi là pháp môn bán tự, một phép tu mới có một nửa. Ở tịnh độ, ngũ trược rất nhẹ, tựa hồ chẳng cần đến pháp môn này, nhưng vì có người tiểu thừa sinh sang đấy, trước đã học thuộc rồi, hoặc có giả tạm dùng chăng. Đạo phẩm của Thông giáo gọi là Đại Thừa Sơ Môn, một pháp môn bắt đầu vào bậc Đại Thừa, pháp môn phổ thông. Tất cả người trong ba bậc Tam Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều phải theo, cho nên ở bên tịnh độ phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của biệt giáo gọi là Độc Bồ Tát Pháp, một pháp môn đặc biệt riêng cho một bậc Bồ Tát. Ở hai cõi tịnh độ đồng cư và phương tiện, phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của viên giáo gọi là Vô Thượng Phật Pháp, một pháp môn trên hết tu hành thành Phật. Ở khắp 4 cõi tịnh độ, người nào có lợi căn cũng được nghe, có thế mới là tông tịnh độ ở Cực Lạc. 4 chữ Như Thị Đẳng Pháp, còn nhiều phép khác cũng như thế nữa, thì 2 chữ Đẳng Pháp là còn nhiều phép khác, tức là 3 phép, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc ở trên. 4 phép ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Chữ Đẳng Pháp ấy lại còn là vô lượng pháp môn khác nữa, là những phép
tứ nhiếp, lục độ, thập lực, tứ vô sở úy, vân vân. 37 đạo phẩm này tuy là thu được hết mọi pháp môn, nhưng mà cơ duyên của người tu chẳng giống nhau, cho nên những đạo phẩm ấy có khi rút lại, có khi mở rộng, thành ra danh nghĩa không giống nhau, là cốt để tùy chỗ người muốn nghe mà diễn giảng, khiến cho người nhớ niệm đến Tam Bảo, phát khởi tâm Bồ Đề, phục diệt hết mọi phiền não, vì người ta thấy rõ tâm đại từ và uy quang của Phật bất khả tư nghị, nên mới niệm Phật. Có vui mừng pháp nhập vào tâm, có món ăn pháp sung túc vào thân, thì mới niệm pháp. Có được cùng tăng chúng, được nghe, được học tập, được nhất tâm tu chứng, thì mới niệm tăng. Ba câu này, câu nào cũng đủ bốn lợi ích. Xem trong bài Thích Nghĩa Niệm Tam Bảo phía dưới sẽ rõ. Cái tâm năng niệm của người, tức là phép tam quán, tức quán không, quán giả, quán trung. Cảnh sở niệm của người, tức là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cảnh sở niệm hay là sở quán, chia ra biệt tướng, tức tướng riêng biệt. Nhất thể, tức cùng một thể chất, và ý nghĩa của bốn giáo môn, tam đế, quyền và thực, mỗi cảnh mỗi khác, như trên đã nói. Xem lại chỗ nói về 37 đạo phẩm sẽ rõ. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca giải nghĩa tại sao ở cực lạc lại có loài chim là loài ác thú. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, nhữ vật vì thử điểu thực thị tội báo sở sinh, sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thường vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực. Thì chư chúng điểu giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất này, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy thực vì tội báo phải làm kiếp chim, là vì lẽ sao? Vì nước Phật kia không bao giờ có ba loài ác đạo. Xá Lợi Phất này, trong nước Phật kia, cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có ác đạo thật ư? Những chim ấy là Phật A-di-đà, muốn cho tiếng Pháp chan hòa khắp nơi mà biến hóa ra. Phần yếu giải. Lời Phật hỏi và Phật thích nghĩa ở đoạn văn này rất dễ hiểu, nhưng giả sử có người hỏi rằng, những con chim ấy như là bạch hạc vân vân, chẳng phải là cái tên ác đạo là gì? Mà Phật lại bảo, cái tên ác đạo còn không thấy có. Thưa rằng, đã chẳng phải là tội báo, thì mỗi cái tên ấy, tên nào cũng đều là công đức rốt ráo của Như Lai. Thế nghĩa là cái tên bạch hạc là bạch hạc rốt ráo, tên nào cũng thế, tên nào cũng là tên gọi đẹp đẽ của đức tính, chứ có phải là tên ác đạo đâu. Cái tên ở pháp giới này cũng bất khả tư nghị như thế. Có người lại hỏi, Phật hóa làm những con chim thì có ý nghĩa gì? Thưa rằng, có bốn nhân duyên về tứ tất đàn, tức là bốn phép bố thí trong pháp thí, khiến người nghe pháp được bốn lợi ích: một, được vui mừng; hai, làm việc thiện; ba, chừa tội ác; bốn, hiểu sâu vào đệ nhất nghĩa lý. Kinh này nói pháp chỗ nào cũng được lợi ích thứ tư, nhưng ở trong cũng vẫn có đủ cả ba lợi ích trên nữa. Một, phàm tình người ta ai cũng thích những con chim ấy, thì Phật cũng thuận tình mà hóa ra, khiến cho được vui mừng. Hai,
thấy chim còn biết thuyết pháp, mình là người sao lại không biết? Là ý Phật muốn khiến người nghe pháp phải sinh mầm thiện, tu học đi để mà nói pháp. 3. Nghe chim nói pháp thì đừng đối với loài chim mà sinh ra tưởng lầm là loài hèn kém. Ý Phật muốn trị cái tâm phân biệt của người si mê kiêu ngạo. 4. Biết chim ấy tức là Phật A-di-đà, là ý Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tính chất bình đẳng của pháp thân. Trong thân ấy cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Trong pháp thân ấy lại còn hiển hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng lưới ngọc vân vân, và hiện ra hết thảy phần giả phần thật của y báo và chánh báo. Ở ngay những thể chất của vạn vật ấy đều là ba thân, ba đức của Phật A-di-đà, không hề sai khác một ly. Như vậy có thể hiểu được pháp thân là tiêu chỉ của cả một pháp giới. Đoạn văn dưới đây là Phật hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình, là loài gió, loài cây, vân vân. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong suy động, chiêu bảo hàng thụ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia, gió hiu hiu thổi, những hàng cây báu, những lưới ngọc văn, rung động phát ra những tiếng nhiệm màu, như là trăm nghìn các thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Người nghe tiếng ấy, tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phần yếu giải. Loài hữu tình với loài vô tình cùng tuyên dương pháp màu nhiệm, 37 đạo phẩm của 4 giáo môn và vô lượng pháp môn khác, đồng thời diễn thuyết. Tùy từng loài chúng sanh, loài nào cũng hiểu, khiến người nghe pháp nhớ niệm Tam Bảo. Nhớ niệm Tam Bảo là theo phép tứ tất đàn mà được 4 lợi ích. 1. Người phàm phu vừa được nghe là toàn thân cả rung động, nhảy nhót, thế là được lợi ích vui mừng. 2. Phần hơi sức của mình cùng với phần hơi sức của Tam Bảo giao chập vào nhau, tất nhiên phát được tâm Bồ Đề, thế là được lợi ích sinh mầm thiện. 3. Do đấy mà phục diệt được hết phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. 4. Chứng thực và tỏ ngộ được Tam Bảo cùng một thể chất, thế là được lợi ích hiểu sâu vào tới đệ nhất nghĩa lý. Dưới đây lại là đoạn văn tổng kết, do sức Phật tạo ra mọi vật báu trang nghiêm như thế. Lần thứ 3. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Phần yếu giải. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần, đây là lần thứ 3. Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng, hết thảy những vật báu trang nghiêm như thế đều do chí nguyện và hành vi của Đức Đạo Sư A-di-đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện ra. Và cũng đều là do ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của mỗi người chúng ta đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình, tâm của Phật và tâm của chúng sanh cùng làm ảnh và chất lẫn cho nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Chữ ảnh và chữ chất rút ở Kinh Lăng Già, quyển 1. Phật thí dụ
thức A-lại gia của mỗi người tạo ra vạn pháp, giống như một cái gương rất lớn, không có bến bờ giới hạn nào. In Chinnaman Crank, vạn vật, vạn pháp khắp tam giới, khắp vũ trụ, giống như cái bóng hiện ra trong cái gương thức đại khổng lồ ấy. Ý Phật muốn nói, vạn pháp và trời đất chỉ có thể hiện ra được ở trong thể chất của thức A-lại gia, cũng như vạn cái bóng ảnh chỉ có thể hiện ra được ở trong thể chất chất của cái gương. Chỗ có chất gương thì phải có ảnh bóng, chỗ có ảnh bóng tức là chỗ có chất gương. Nhưng phải biết, cái chất gương của thức A-lại gia thì chỗ nào cũng có, vì nó không có giới hạn bến bờ. Nó không giống như chất gương soi của thế gian có cạnh có góc. Câu này nói, tâm Phật và tâm chúng sanh cùng làm ảnh chất lẫn cho nhau. Nghĩa là thân độ của Phật làm ảnh thì tâm chúng sanh làm chất gương. Thân độ của chúng sanh làm ảnh thì tâm Phật làm chất gương. Ý nói Phật ở trong tâm thức chúng sanh, chúng sanh ở trong tâm thức của Phật, tuy ở trong nhau mà không dính chặt lấy nhau, giống như ảnh bóng ở trong chất gương mà không dính chặt lấy chất gương vậy. Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau, thì coi tựa như một ánh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự thật, hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật. Hoàn toàn tính ấy đã khởi ra hạnh tu, hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tính. Ý nói đức tính và đức tu của Phật đều là đức tính và đức tu của chúng sanh. Vậy, người tu hành cũng nên suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ, đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy không tu, mà chỉ bàn suông cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt ở trong tâm mình. Nó chỉ là cái bóng duyên vọng tưởng, đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thử tức điểu không. Thử tức điểu không là câu chế giễu người học Phật ngu si, chỉ thấy nói thì cũng nói, mà không hiểu không tin, không tu thân thực hành gì cả. Đại khái như nghe nói, Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng cứ lặp đi lặp lại tức tức, giống như tiếng chuột kêu tức tức, mà chẳng hiểu tức tức là gì. Lại như nghe nói, vạn pháp là không, thì cũng nói không không, giống như tiếng chim kêu không không, mà chẳng hiểu không không là gì. Thử tức là chuột kêu tức tức, điểu không là chim kêu không không. Nói về quả y báo màu nhiệm, đến đây là hết. B nhỏ, quả chính báo. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A-di-đà. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu A-di-đà? Phần yếu giải. Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích bộ kinh này chỉ bày cho thấy rõ cái hành tu màu nhiệm là việc trì danh, tức niệm Phật. Cho nên, Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại thích nghĩa rất rõ ràng, danh hiệu Phật A-di-đà. Ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu danh hiệu lớn lao ấy, trong có muôn vàng công đức, chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng nghi ngờ gì nữa, là rất đúng ý Phật. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A-di-đà. A-di-đà có hai nghĩa chính. Một, trí sáng suốt, tức quang minh. Hai, sống lâu, tức thọ mạng. Chữ A-di-đà, nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức là nhiều nghĩa,
chẳng thể nào nói hết được. Đức Thích Ca chỉ dùng một nghĩa quan và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong. Quan là sáng suốt. Ánh sáng thì phải sáng khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ tức sống lâu. Sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quan và thọ giao chập với nhau, khắp mười phương tức vũ, suốt ba đời tức trụ, là toàn thể của cả một pháp giới. Đem thể chất tạo ra thân của Phật A-di-đà và tạo ra quốc độ của Phật A-di-đà, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên, danh hiệu Phật A-di-đà ấy tức là lý tính bản giác của chúng sanh. Bản giác là cái tâm tính giác ngộ của mình vốn sẵn có từ vô thủy. Chấp trì danh hiệu ấy tức là đem thủy giác hợp vào bản giác. Thủy giác là cái tâm tính giác ngộ của mình mới bắt đầu thức tỉnh dậy từ giờ phút này. Người niệm Phật cần phải hiểu danh hiệu Phật A-di-đà là bản giác, cất tiếng lên niệm Phật A-di-đà là thủy giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sanh và Phật chẳng khác nhau, cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau thì một niệm ấy là Phật, niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau thì niệm nào cũng là Phật. Thích nghĩa quang minh của Phật. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-di-đà. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, Phật kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi A-di-đà. Phần yếu giải. Tâm yếu của hết thảy chư Phật là ở cả đây. Tâm tính của con người yên lặng là tịch, mà thường soi sáng là chiếu, cho nên nó tạo ra thể chất quang minh, tức sáng láng. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên quang minh của Phật cũng vô lượng, sáng khắp cả mười phương không gian, chẳng biết đến đâu là hết. Chư Phật, vị nào cũng đã triệt để thực chứng được thể chất của tâm tính, quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Nhưng trong khi còn tu cái nhân, thì nguyện lực của mỗi vị mỗi khác, cho nên phải tùy theo nhân duyên ấy mà lập ra danh hiệu của mỗi vị. Phật A-di-đà khi trước còn là một vị tỳ khưu tên là Pháp Tạng, Ngài đã phát ra 48 nguyện, trong đó có một nguyện là quang minh của Ngài phải thường thường soi khắp mười phương. Nay Ngài đã thành Phật, thì Ngài được như nguyện của Ngài. Quang minh của Pháp thân rộng lớn, không có bến bờ giới hạn nào cả. Quang minh của báo thân cũng cân xứng với tâm tính chân thật. Hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau, nhưng quang minh của ứng thân thì có vị soi được một do tuần, tức một dặm khối, có vị soi được mười dặm, một trăm dặm, một ngàn dặm, có vị soi khắp một thế giới, có vị soi được mười thế giới, một trăm thế giới, một ngàn thế giới. Chỉ có Phật A-di-đà là soi được khắp vô lượng thế giới, cho nên đặc biệt có danh hiệu là vô lượng quang, có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Nhưng ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất bất dị, chỉ vì muốn cho chúng sanh được đủ bốn lợi ích mà phân biệt tạo tác ra làm ba. Lại nên hiểu câu vô sở chướng ngại,
tức không đâu chướng ngại, là nói về nhân dân có chướng ngại hay không. Bởi vì những chúng sanh nào cùng với Phật kết duyên đã sâu dày, cho nên Phật quang soi đến đấy, thì hết thảy thế gian ở đấy đều được thấy rõ ràng, không hề chướng ngại. Đừng hiểu lầm rằng Phật quang đã soi khắp mười phương, thì chẳng cần tụng niệm, ai cũng thấy được. Ý nói, kẻ nào có duyên với Phật, thì Phật quang soi đến mới thấy rõ mà không chướng ngại. Còn kẻ vô duyên thì vẫn chướng ngại chẳng thấy gì. Cũng như bài dưới nói nhân dân có duyên với Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, còn kẻ vô duyên vẫn già, ốm, chết như thường. Thích nghĩa thọ mệnh của Phật. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Dịch nghĩa: lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của ngài sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, vì thế nên gọi là A Di Đà. Phần yếu giải: tâm tánh của con người soi sáng là chiếu, mà thường yên lặng là tịch, cho nên tạo ra thọ mạng, tức sống lâu. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mạng của Phật cũng vô lượng, tức sống lâu mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày nào là hết. Thọ mạng của Pháp thân không có lúc bắt đầu là vô thủy, cũng không có lúc cùng tận là vô chung. Thọ mạng của báo thân thì có khởi thủy mà không có chung cùng. Hai thọ mạng ấy, thời vị Phật nào cũng giống nhau, vị nào cũng có thể gọi là vô lượng thọ. Nhưng thọ mạng của ứng thân thì phải tùy nguyện, tùy cơ của mỗi vị, mà có dài có ngắn chẳng giống nhau. Trong 48 nguyện lớn của ngài Pháp Tạng có một nguyện rằng thọ mạng của Phật thì ngài được như nguyện của ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của ngài là vô lượng thọ. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng vô biên, đều là những danh từ số đến. Ứng thân đây tuy nói là vô lượng, tức không có hạn lượng, mà thực ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất bất dị, thì ứng thân của Phật A-di-đà đây cũng có thể là thân sống lâu vô lượng thật. Một chữ cập là danh từ có nghĩa là lượt qua không nói đến, nghĩa là ở dưới Phật còn có nhiều vị Bồ Tát từ ngôi đẳng giác trở xuống, rồi mới đến nhân dân. Một chữ ki là danh từ có nghĩa là đồng thể. Thể chất thọ mạng của người dân Phật cũng giống như thể chất thọ mạng của Phật. Vậy ta nên hiểu rằng, danh hiệu A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, đều do căn bản của chúng sanh mà lập ra. Vì rằng chúng sanh với Phật là bình đẳng ngang nhau, thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng với quang minh của Phật dung hòa làm một, và được thọ mạng của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Lại còn nữa, vì có nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sanh nào một khi đã được sanh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sanh vào tất cả các thế giới khác ở khắp mười phương trong thế gian. Mình đã được thấy Phật A-di-đà rồi, tức là mình được thấy hết thảy chư Phật. Mình đã có bản năng độ được thân mình rồi, tức là mình có khả năng độ được hết thảy. Lại cũng vì có nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ,
nghĩa là chỉ một lần sanh sang đấy rồi sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn phải sanh đến lần thứ hai. Vậy ta phải biết rằng ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm, tức một loáng, thì ta chẳng tìm đâu cho có được danh hiệu Phật A-di-đà. Và ta rời bỏ danh hiệu Phật A-di-đà ra, thì ta cũng chẳng còn có cách nào mà chứng thực được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta chỉ hiện ra trong một loáng. Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca Thích Nghĩa, Đức Giáo Chủ ở Cực Lạc, và các bạn của Giáo Chủ. Và cũng là Thích Nghĩa một câu, kim hiện tại thuyết pháp ở trong phần biệt tự. Phần kinh văn nói về Giáo Chủ. Âm Hán Việt: Xá Lợi Phất, A-di-đà Phật, thành Phật Dĩ Lai, ư kim thập kiếp. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, Phật A-di-đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Phần yếu giải: Đoạn này là nói Đức Giáo Chủ ở thế giới Cực Lạc tu đã thành Phật, nhưng nói về pháp thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành, thời chẳng nên bàn đến kiếp số. Còn nói về báo thân Phật thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ứng thân Phật thì mỗi khi vì chúng sanh mà thị hiện sanh ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Trái lại, khi nói pháp thân Phật phải nhờ có đức tu mới hiển lộ ra được, thì cũng có thể nói là thành được, và cũng có thể nói là thành từ kiếp nào. Lại nữa, khi nói báo thân Phật là thân có sẵn, không phải là mới tu được, và ứng thân Phật giống như bóng trăng in xuống lòng sông, thì cũng không có nghĩa thành và cũng không có nghĩa bất thành, thì chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Bản là căn bản cội gốc, tích là hình tích dấu vết. Về phần bản thì chẳng thể nào suy lường được. Nay hãy đem phần tích của Phật A-di-đà thị hiện là thành Phật ở cõi Cực Lạc mà nói, thì ba thân của Phật, một thân đã thành, là cả ba thân cũng thành, nhưng cũng vẫn hàm nghĩa, chẳng phải thành, chẳng phải bất thành mà tạm nói là thành vậy. Nói rằng tu thành Phật mà chánh nghĩa, thì không có nghĩa thành và cũng không có nghĩa bất thành, là thế nào? Bởi vì trong tính đức của con người thì ai ai cũng có sẵn cả ba thân Phật rồi, chứ có phải bây giờ tu mới thành đâu, cho nên không có nghĩa thành. Lại bởi vì tuy có sẵn cả ba thân Phật đấy, nhưng mà phải có tu đức thì mới thành ra được. Thế là nói về tính đức thì không có nghĩa thành, nói về tu đức thì không có nghĩa bất thành, mà phải có nghĩa thành. Lại nữa, thọ mạng của Phật A-di-đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Thế mà tính ra, ngài thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Mỗi kiếp ta đây là 16.800 năm, mà hiện bây giờ ngài đang nói pháp, thế là thời gian của ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính ý Phật Thích Ca muốn khuyên tất cả chúng sanh trong ba đời nên cấp tốc cầu sanh sang đấy, được thọ mạng giống như Phật thì chỉ một lần sanh sang đấy là thành Phật. Lại nữa, ở bài dưới đây nói ở Cực Lạc đã có vô số các vị thanh văn, các vị Bồ Tát và các vị Bồ Tát Bổ Xứ
đều là những người đã thành tựu trong 10 kiếp vừa qua. Chính ý Phật Thích Ca muốn hiển rõ cho ta biết, những người ở khắp 10 phương suốt 3 đời đã sanh sang đấy, được lên ngôi bất thoái rất nhiều và dễ dàng. Phần kinh văn nói về các bạn. Âm Hán Việt: Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử giai A La Hán, phi thị toán số chi sở năng tri, chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị. Dịch nghĩa: Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thanh văn toàn A La Hán, nhiều lắm, không thể đếm mà biết được. Các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Phần yếu giải: Thật ra thì các bậc định tánh dị thừa ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu. Nhị thừa là 2 bậc thanh văn và duyên giác, định tánh là cái tánh quyết định chỉ ở tiểu thừa mà thôi. Chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hạnh tiểu thừa mà lúc lâm chung, tức sắp chết, biết hồi hướng về tâm bồ đề, phát ra lời thệ nguyện của đại thừa thì mới được sinh. Khi đã được sinh sang cực lạc rồi, Phật sẽ tùy cơ mà nói pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ được kiến hoặc, tức tà kiến, và tư hoặc, tức tham sân si mạn nghi, thì gọi là A-la-hán, giống như các vị Bồ-Tát ở ngôi thứ 7 về biệt giáo môn, đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc rồi, chứ chẳng phải thực là thanh văn đâu. Bởi vì những người tu về 2 giáo môn, tạng giáo và thông giáo, thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở các thế giới khác, mà nay những người đã được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, đã có tâm tín nguyện vãng sanh, thì đều là người có căn cơ thuộc về 2 giáo môn, biệt giáo và viên giáo cả. Phần kinh văn nói về kết thị. Âm Hán Việt: Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất này, cõi nước kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Phần yếu giải: Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Lần này là lần thứ 4 và lần cuối cùng. Phật cố ý nói đi nói lại mãi để mọi người nghe, tin sâu và chắc. Cả Phật và đệ tử Phật là các vị thanh văn và Bồ Tát ở thế giới cực lạc, đều nhờ những cái nhân tu, chí nguyện và thực hành của Đức A-di-đà đã tạo thành, mà cũng là những cái quả. Một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Vậy thì Phật, Bồ Tát và thanh văn, mỗi người ai ai cũng thấy mình là phi tự, phi tha, tự tha bất nhị, tức chẳng phải mình, chẳng phải người khác, cả mình và người khác mà chẳng phải là hai. Cho nên nói rằng đã thành tựu được công đức trang nghiêm như thế là cốt ý khiến người nào có tâm tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật thì mỗi một niệm, niệm nào cũng sẽ thành tựu như thế cả. Câu này ý nói mình niệm Phật thì thành cho mình, đồng thời cũng thành cho người khác, cũng như Phật A-di-đà đã tu cho mình thành Phật, mà đồng thời cho cả chúng sanh thành Phật. Như thế gọi là một quả đã thành, hết thảy quả đều thành, nhất thành, nhất thiết thành. Từ đây trở lên, trùng trùng điệp điệp vô cùng cực, nói mãi về công đức trang nghiêm, đều tổng quy vào một cùng cực là một tiếng Nam Mô A Di Đà là danh hiệu Phật. Chánh tông có 3 phần. Phần thứ nhất giải bày rất rộng quả y báo và quả chánh báo rất màu nhiệm,
ở quả đất bên kia để khải tín, tức mở lòng tin, đến đây là hết. Sau đây là ý nghĩa thứ hai của phần chính tông thứ ba là lập hạnh, ý nghĩa trùng khuyến. Phần kinh văn nói về nghĩa trùng khuyến, tức khuyên thêm một lần nữa. Âm Hán Việt: Xá lời Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. Dịch nghĩa: Xá lợi Phất ơi, ta thấy lợi thế cho nên nói thế, nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Phần yếu giải: Hai chữ ngã kiến, tức ta thấy, là chính mắt Phật thấy rõ ràng hết sức. Hai chữ thị lợi, tức lợi ích như thế, là cái lợi cho người tu được ra tắt khỏi đời ngũ trược, được sinh sống ở bốn nơi tịnh độ, được lên thẳng đến tận ngôi bất thoái cuối cùng, được rất nhiều công đức chẳng khá bàn vậy. Lại nữa, lợi thế là nói cái lợi tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo. Nghĩa này xác đáng lắm, khiến người nghe rùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Vì rằng cứ tự lực mình tu hành ở nơi uế trượt này, khi tới lúc sắp chết là lúc đến cửa ải sinh tử, rất khó đủ lực mà đi qua được. Chẳng nói làm gì những kẻ tu hành ngoan cố, có chút trí tuệ ngông cuồng, buồn tuổi không có kết quả. Nói ngay những người tu phép thiền tông đốn ngộ sâu xa, giữ gìn cẩn thận thực tế và tiềm tàng đích xác lắm, thế mà đến lúc ấy, tức lúc lâm chung, chỉ một tí tập khí bằng sợi tơ còn sót lại chưa trừ được hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụy lạc, chưa thoát khỏi được đâu. Tập là tâm quán, khí là khí lực, tức hơi sức, tức là những hơi sức của mọi tập quán như tham lam, giận dữ, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, đều là tập quán của con người từ vô thủy, khó mà trừ diệt được hết thật sạch tận cùng. Dù tu đến bậc A-la-hán, Bồ-Tát vẫn chưa hết. Cho nên, Đức Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư mới bảo rằng, có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu, 9 người đổ. Ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Nghe lời này, thật rùng mình lạnh buốt trái tim. Người tu được quả đạo thứ nhất tiểu thừa rồi, mà phải đầu thai, lúc sanh ra, thành người mê muội. Vị Bồ Tát cách thân ngũ ấm này sang thân khác, thành người hôn mê. Lúc đó, nó có để cho mình cố gượng làm chủ tể mình đâu, mà còn lơ mơ cầu may ra thì được. Vậy, chỉ có người tu tính nguyện trì niệm danh hiệu Phật, nhờ sức Phật khác giúp thêm cho sức Phật mình, mới thoát khỏi giờ phút lâm chung, lâm nguy ấy. Bởi vì nguyện lực từ bi của Phật A-di-đà mạnh lắm, quyết định chẳng bỏ rơi mình hỏng mất đâu. Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình. Cho nên, mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vãng sinh. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sanh tới giờ phút lâm chung, tức sắp chết, có cái khổ nhất là tâm điên đảo rối loạn. Sở dĩ, Ngài ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên mình nên phát nguyện,
là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cho mình cái việc hết khổ ấy. Cốt ý Ngài muốn bảo rằng, phải phát nguyện cầu sinh đi, vì nguyện có sức mạnh, nó dẫn mình đến được chỗ thực hành niệm Phật, để mình thoát được cái khổ đau nhất trần đời ấy. Lời nói thiết tha này nên khắc xương ghi dạ. Hỏi, tâm mình đã tạo tác ra Phật, tâm mình đã là Phật, thì sao không nói ngay Phật của mình là rốt ráo, mà lại cứ nói Phật của người khác hơn Phật của mình, là nghĩa làm sao? Thưa rằng, pháp môn niệm Phật này hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Nếu kiên nói đến Phật khác, ấy là chưa diệt được tà kiến. Thấy có kẻ khác, tức tha kiến. Nếu là chỉ tôn trọng có Phật mình, thì lại thành tà kiến, tức thấy có mình, là ngã kiến. Cả hai đều là điên đảo, nghĩa này rất thần diệu. Lại nữa, bốn ích lợi của phép tất đàn, thì ba lợi ích sau chẳng thể tự khởi lên được. Nếu không có lợi ích thứ nhất khởi lên trước, là lợi ích phát khởi cái tinh sâu và vui mừng. Nghe câu này, kẻ có mầm trí tuệ lại không thấy rõ sao? Cái tâm tin và mừng ấy, nếu chẳng phát khởi ra, thời cái tâm sinh thiện vui cầu cõi tịnh, với cái tâm phá ác chán bỏ cõi uế, đều chẳng sinh ra được. Huống chi là cái tâm liễu ngộ vào tới lý Phật, thì sinh ra làm sao được? Vậy, chỉ có sự trì danh là cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi mới tỏ ngộ được lý trì danh, là thấy Phật mình hiện ra. Cho nên, mình được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra, tức là Phật của tâm tánh mình đã hiện ra. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ đấy mình thành tựu được thân trí tuệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà mình được. Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy mọi lý luận, tức lời bàn suông chơi, diệt hết thảy mọi tà kiến. Chỉ có những bậc đại sư như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh vân vân mới triệt để gánh vác được nó mà thực hành tế độ. Còn những người khác là những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biện bác, thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ càng cách xa, chẳng bao giờ tới được. Những người này lại không bằng được mấy ông mấy bà thật là ngu độn, chịu khó niệm Phật kia. Người ta cứ ngấm ngầm thế, mà cảm thông được trí tuệ Phật, ám hợp được đạo màu, nghĩa này rất xác đáng. Một câu, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, tức ta thấy lợi thế cho nên nói thế, rõ ràng là mắt Phật thấy, tiếng Phật nói. Để ấn định cái sự thật có ấy, ai có thể trái lời Phật, chống lại Phật mà chẳng thuận thiện theo vào? Phần chánh tông đến đây là hết. C lớn, phần lưu thông, tức lưu thông phận. Một pháp môn tín nguyện trì danh này hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả các pháp môn. Về bề dọc thì giống với hết thảy các pháp môn, về bề ngang thì khác hẳn với các pháp môn. Câu nói này rất minh bạch. Trong các kinh luận cũng có nghĩa về bề ngang là tùy người tu đoạn trừ được mê hoặc nhiều hay ít, tức là ở một cõi đồng cư mà thấy được ba cõi trên. Như thế là bề ngang có nghĩa là chứng được quả vị, bề dọc có nghĩa là đoạn trừ mê hoặc. Kinh này đã là kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, thì chẳng ai có thể lưu thông truyền bá được. Chỉ có Phật cùng với Phật mới có tài năng thấu hết được thực tướng của mọi pháp. Vậy, kinh này chỉ có ở cảnh giới Phật.
vì chỉ có chư Phật mới có thể cùng nhau lưu thông cho nhau được mà thôi. Đoạn văn kinh này chia làm hai phần lớn. Một, phổ khuyến, tức khuyên tất cả nên tu. Hai, kết khuyến, tức kết lại khuyên tu. Trong phần phổ khuyến có ba đoạn. Một, khuyến tính lưu thông. Hai, khuyến nguyện lưu thông. Ba, khuyến hạnh lưu thông. Số một La Mã, phổ khuyến. Số một nhỏ, khuyến tính lưu thông. Trong đoạn khuyến tính lưu thông, trước là chư Phật nêu tên của kinh lên, sau là Phật Thích Ca thích nghĩa tên kinh. Kinh này theo bản dịch ở đời đường thì có những 10 đoạn nói về 10 phương, nhưng bản dịch này rút bớt đi, chỉ có 6 đoạn nói về 6 phương thôi. Dưới đây là chư Phật trong 6 phương nêu lên cái tên của bộ kinh này. Số 1 nhỏ, phương Đông. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi, đông phương diệt hữu A Súc Bệ Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật, diệu âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà chẳng tiếc nghĩ bàn, thì bên đông phương cũng có chư Phật, Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang và Phật Diệu Âm, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, chúng sinh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng tiếc nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phần yếu giải. Bốn chữ bất khả tư nghì là chẳng khá nghĩ bàn. Giải thích lượt qua có 5 ý nghĩa. Một, người niệm Phật có thể vượt tắc ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải đợi đến ngày đoạn trừ hết mê hoặc. Hai, cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả 4 cõi tịnh độ, chẳng phải nói lên dần dần từng cõi một. Ý nghĩa này là nói người niệm Phật sinh sang Tây Phương là được thành Bồ Tát bất thoái và nhất sinh bổ xứ ngay. 3. Cứ chuyên trì niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến các phép phương tiện nào khác, như là tu thiền định và quán tưởng. Ý nghĩa này có công đức lớn lao trong phép tu tịnh độ. 4. Trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. 5. Cứ trì niệm một danh hiệu Phật A-di-đà, tức là được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì người trì niệm danh hiệu của hết thảy chư Phật. 5 ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện lớn và hạnh lớn của Thầy ta mới được thành tựu như thế. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Lại còn ý nghĩa nữa là, người tu hành cứ việc tính, nguyện, trì danh, sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A-di-đà, làm thành công đức của mình. Cho nên cũng nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Chỉ cậy sức mình giỏi mà tu thành được thì hiếm lắm. Lại ở bài dưới, Phật Thích Ca còn nói rằng,
công đức chẳng tiếc nghĩ bàn của chư Phật kia. Chư Phật kia và chư Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A-di-đà làm của mình vậy. Chữ A-súc-bệ, tiếng Ấn Độ dịch ra chữ Hán là vô động, nghĩa là không chuyển động. Mỗi vị Phật đều có vô lượng công đức, cho nên tùy cơ mà lập ra vô lượng danh hiệu. Có khi lấy nghĩa về nhân, hoặc về quả, về tính, về tướng, về hạnh, về nguyện. Tuy nói một phần, mà trong vẫn đủ cả bốn phần lợi ích tất đàn. Cứ tùy theo mỗi một danh hiệu, là hiểu rõ ra một công đức, nhiều lắm nói đến cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Quảng hư không, đi về phương đông chẳng thể đi đến đâu là hết được, thì những thế giới ở đấy nhiều lắm, cũng chẳng thể nói hết được. Những thế giới ở đấy đã chẳng thể nói hết được, thì chư Phật ở những thế giới ấy nhiều lắm, cũng chẳng thể nào kể ra hết được, mà phải tạm nói là nhiều bằng số cát sông Hằng đấy thôi. Các vị Phật nhiều như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, khuyên nên tin kinh này mà tu hạnh niệm Phật. Thế mà chúng sanh vẫn chẳng chịu tin, thì ngoan cố u minh lắm lắm. Người thường giữ được giới bất vọng ngữ trong ba đời, khi sinh ra có lưỡi rộng dài, thè ra uống lên đến mũi. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới bất vọng ngữ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho nên khi sanh lưỡi mỏng và rộng dài lè ra che kín cả mặt. Nay Ngài đã triệt chứng được pháp môn mầu nhiệm đại thừa tịnh độ này, cho nên lưỡi che khắp cả đại thiên thế giới, để nêu rõ chánh lý pháp thân thực xứng hợp với chân thân là một sự thật có vậy. Trong sáu đoạn văn nói về sáu phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu ra cái tên kinh này, gọi là kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Ngài Pháp Sư Cưu Ma La Thập thuận theo người ở đây ưa nói vắn tắt, mà dịch tên kinh này là kinh A-di-đà. Thật là khéo dịch hợp với hành tu trì danh kinh niệm Phật A-di-đà. Ngài Pháp Sư Trần Huyền Trang lại dịch là kinh xưng tán tịnh độ nhiếp thụ. Lời văn tuy có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chánh nghĩa vẫn không thêm bớt. Hai La Mã, phương Nam. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Tá lời Phất, Nam phương thế giới, hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, danh văn Quang Phật, đại diện Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa: Xá lợi Phất ơi, thế giới Nam phương cũng có chư Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn, còn nhiều Phật khác, như các sông Hằng, cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng tiếc nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Ba La Mã, phương Tây. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá lợi Phất, Tây phương thế giới, hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật,
các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn. Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Tây Phương cũng có chư Phật, Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng, cũng như thế nữa. Đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đoạn này có Đức Phật Vô Lượng Thọ là đồng danh với Đức Phật A Di Đà. Trong 10 phương, phương nào cũng có vô số Phật đồng danh với nhau. Nhưng nếu muốn bảo Phật Vô Lượng Thọ đây là Phật A Di Đà, Đức Đạo Sư cũng được, không sao, vì Ngài muốn độ chúng sanh thì Ngài quay lại mà tán thán lời nói của Đức Phật Thích Ca Như Lai cũng được. Bốn La Mã, phương Bắc. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Bắc phương thế giới hữu diệm kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sinh Phật, võng minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Bắc Phương cũng có chư Phật, Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Võng Minh, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng, cũng như thế nữa. Đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Năm La Mã, Hạ Phương. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Hạ Phương thế giới hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Hạ Phương cũng có chư Phật, Phật sư tử, Phật danh văn, Phật danh quang, Phật đạt ma, Phật pháp tràng, Phật trì pháp, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng, cũng như thế nữa. Đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phần yếu giải. Trong đoạn này có danh hiệu Đức Phật Đạt Ma là tiếng Ấn Độ dịch ra chữ Hán là Pháp. Trong 6 phương, Phật nói về 4 phương Đông, Tây, Nam và Bắc, thì ta còn có thể hiểu được đây nói về Hạ Phương và đoạn sau nói về Thượng Phương, thì người không học Phật rất khó hiểu, khó tin. Thế nào là Hạ Phương?
là cái phương ở bên dưới quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở dưới vòng phong luân, thủy luân, kim luân của quả đất này, lại có tầng trời cao nhất như là cõi trời phi phi tưởng vân vân, và xuống mãi, còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà sa số thế giới nữa. Thế là ở bên dưới quả đất của ta ở đây, lại có vô số các ông trời ở đấy. Bên dưới quả đất lại có các ông trời ở, thật là một sự lạ. Chỉ kinh Phật nói thế, xưa nay có đạo nào, kinh sách nào nói thế? Ý tưởng người không có Phật học, tin làm sao được? Thật là một sự rất khó tin trong muôn ngàn sự khó tin. Sáu La Mã Thượng Phương. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Thượng Phương Thế Giới, Hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kim Phật, Tạp Sát Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch Nghĩa. Xá Lợi Phất ơi, thế giới thượng phương cũng có chư Phật, Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa. Đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng tiếc nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phần yếu giải. Thế nào là thượng phương? Là phương ở bên trên quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở trên quả đất của ta đây đã có các cõi trời cao nhất như là cõi trời phi phi tưởng vân vân. Thế mà ở trên các tầng trời ấy lại có vô số quả đất khác, cũng có đủ các vòng kim luân, thủy luân, phong luân và tam giới vân vân. Lên mãi còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà sa số thế giới nữa. Thế là ở trên chỗ các ông trời ở lại có vô số trái đất và người ở, thế có lạ không? Người không có Phật học tin làm sao hiểu làm sao được? Mắt Phật soi thấu triệt đến thế là tuyệt đối. Chỉ vì Phật đã triệt để dùng được tâm bồ đề vô thượng của Phật. Hoặc có người hỏi, trong các phương, phương nào hẳn cũng có tịnh độ, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Tây Phương? Thưa rằng, Ngài hỏi thế, chẳng phải là câu hỏi có ý nghĩa gì? Thật khéo trả lời, giả sử tôi tán thán tịnh độ của Phật A Súc Bệ, thì Ngài lại nghi mà hỏi, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Đông Phương? Câu hỏi của Ngài thành ra lẫn quẩn hỏi đùa chơi. Lại có người hỏi, thế sao không tưởng niệm cả 10 phương pháp giới? Nghiên cứu kỹ câu trả lời dưới đây, đủ biết câu hỏi này cũng là câu hỏi lẫn quẩn đùa chơi. Thưa rằng, vì có 3 nghĩa. 1. Khiến người mới vào đạo dễ nhận được tâm bồ đề của mình. 2. Vì bản nguyện của Phật A-di-đà hơn hết thảy. 3. Vì Phật A-di-đà với chúng sanh ở cõi này có duyên riêng. Bởi vì Phật độ chúng sanh, và chúng sanh chịu giáo hóa của Phật, giữa quãng ấy có khó có dễ,
có thiện, có thâm, tóm lại đều tại duyên cả. Tại duyên là phải có nhiều ân đức vừa sâu vừa rộng, tức là bản nguyện hơn hết thảy, và phải có nhiều lối mở dạy cho người, tức là nêu cái tâm bồ đề cho người ta thấy rõ. Có thế thì mới đủ bốn lợi ích bố thí cho người. Một, khiến cho người vui mừng tin sâu vào đạo, tức là lợi ích hoan hỷ. Hai, khiến cho người phải xúc động cái mầm thiện gieo từ kiếp trước, tức là lợi ích sinh thiện. Ba, khiến cho ma chướng không thể cản được người nữa, tức là lợi ích phá ác. Bốn, khiến cho người mở rộng được thể tánh bồ đề của người, tức là lợi ích nhập lý. Chư Phật vốn là từ trong pháp thân của các ngài mà hiển hiện ra hình tích, lưu lại cho đời, cốt để cố kết lấy mầm duyên với đời, cho cả người thế gian và người xuất thế gian, hết thảy đều thần diệu chẳng khá nghĩ bàn. Các ngài tôn trọng giáo lý Đại Thừa, đem tuyên dương vào hải hội, tức là vì cả thế giới. Các ngài lăn vào bể khổ, tức là vì nhân loại đối trị tánh ác. Tâm nhân từ của các ngài khế hợp với tâm thường tịch quan, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài, quần linh phải chầu cả về các ngài. Ta lại nên biết, mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được, duyên ấy tức là cả pháp giới. Vậy thì một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sanh tức là hết thảy chúng sanh, một hương, một hoa, một thanh, một sắc, cho đến một khi chịu sám hối, được thọ ký, được xoa đầu, được dắt tay, vân vân, khắp cả mười phương suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn, dung hòa khắp cả làm một. Cho nên cái nhân tăng thượng duyên này, cái duyên làm cho tăng thêm lên, được gọi là pháp giới duyên khởi. Đó chính là nghĩa biến duyên pháp giới, tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới vậy. Như thế thì vẫn chẳng ra ngoài pháp giới. Người tu ở ngôi thấp kém vẫn có thể quyết chí chuyên cầu sanh sống ở Tây Phương được, và người tu ở ngôi cao sâu thì có pháp giới nào nữa mà phải bỏ Tây Phương để mong cầu riêng lấy một thế giới hoa tạng. Nếu người nào còn bảo Tây Phương là quyền giáo, hoa tạng mới là thực giáo, Tây Phương là tiểu thừa, hoa tạng mới là đại thừa, thì hoàn toàn là sa đọa vào hạng chúng sanh mang thức tánh biến kế chấp, là ý tưởng mơ hồ, vì người ấy chẳng hiểu thế nào là quyền, là thực, là đại, là tiểu. Tất cả bốn giáo môn chỉ là đồng một thể mà không có tự tánh riêng biệt. Câu này phá tan được cái tâm nghi hoặc từ hơn 1000 năm nay.